Thưa tía, thưa dì, con mới về. Ủa mày về sao cái mặt mày buồn so vậy, sao rồi con? Người ta không cho con về tía ơi. Sao kỳ vậy? Họ nói là kế hoạch kinh doanh của con không có khả thi, cho nên họ không cho dây. Cái kỳ cục vậy trời, cái này là tao đã viết giấy ủy quyền cho mày rồi mà. Thì họ nói ủy quyền thì ủy quyền, nhưng mà kế hoạch kinh doanh của con họ nói không có được đảm bảo lắm, cho nên họ không có chấp nhận cho con dây. Đó, chính vì người ta có cái tầm nhìn xa nên người ta mới không cho cha con ông dây. Đã không biết thân biết phận mà còn chửi người ta. Ý bà nói cha con tôi ngu đó hả? Bà vừa phải thôi nha. Suốt ngày bà hết chì chiếc người này, bà chì chiếc người kia. Tôi không có rảnh đâu để mà chì chiếc ai hết á. Tôi chỉ nói theo những cái gì mà mắt thấy tai nghe thôi. Ông nghĩ đi, từ trước tới giờ có ai mà đi mua bán mấy cái con bạc hía không? Chỉ có tía con ông mới mơ mộng hảo quyền, làm giàu từ mấy cái con này thôi. Tôi nói cho bà nghe nghe, chính vì không ai buông nó, cho nên bây giờ mình mới làm nó. Làm nó mới là lạ. Chứ còn những cái mà họ buôn bán hết rồi, đi làm thì bình thường. Ông nói vậy chắc đi ra đường hai lá me buôn bán kinh doanh quá. Bà đừng có nói chuyện ngang ngược kiểu như vậy. Suốt ngày chỉ biết bóc họng không. Ở trong nhà thì riết tôi muốn khùng luôn à. Rồng đi đâu đó? Đừng có nói là đi kiếm người mượn tiền nha. Đi công chuyện. Má lại chọc tía giận nữa rồi phải không? Thiệt á, má bớt lại chút được không má? Anh hai, anh đã dậy rồi mà má cứ chì chiếc anh hoài à. Dạ con xin phép. Nó không chịu nổi á thì đi ra khỏi cái nhà này đi. Riết rồi mỗi lần tao thấy nó là tao ghét à. Mày á, thuốc khùng nhà dạy chợ. Má ruột mày mà mày không binh. Thiệt tình á, con cũng biết binh má sao nữa. Má kỳ thiệt là kỳ luôn á. Anh hai đã ảnh như vậy rồi mà má cứ chì chiếc ảnh hoài à. Chưa có làm ăn sao má biết người ta thất bại. Chà Nam ơi, rồi. Dạ. Sao rống ràng ngoài vuông được không? Con cũng mới thay nước, con thấy tạm tạm bác hai. Ừ. Tính tiền đi em ơi. Bác hai ngẫu nước để con tính tiền nha. Dạ chú tính tiền hả? Ờ. Nhiều con? Dạ 15.000. Ờ. Dạ. Cất luôn nha. Dạ con cảm ơn. Ủa, chú hai. Chú hai cộng đúng không? Ai vậy? Trời ơi. Ý mẹ ơi, thằng Định con ông Quyết rồi đúng không? Dạ đúng rồi, trời đất ơi. Mày bệnh toán quá, nãy ngồi đó mà chú không có để ý. Con cũng ngồi xây lưng lại, con cũng đâu thấy chú ngồi đâu. Sao lâu lắm không thấy mày về quê vậy? Con ở trên trển bây giờ công chuyện nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lần về đây rồi có công việc gấp gấp đi. Thầm ba má con xong rồi đâu có dịp đâu mà chào chú thím hai đâu. Hèn gì ta thấy mày mất tích luôn, tưởng mày quên xứ mình luôn rồi chứ. Làm sao mà con dám chú. Rồi chừng nào về trển? Dạ không, bây giờ á, đợt này con về á là con nhận nhiệm sở với chi nhánh ngân hàng dưới đây con làm luôn rồi chú à. Ủa gì, mày làm bên ngân hàng hả? Dạ con làm bên ngân hàng lâu năm lắm rồi chú. Ủa gì, chuyển về dưới này mần luôn hả? Dạ con về phụ trách chi nhánh ngân hàng dưới đây luôn rồi. Ê, ê. Dạ. Chú nói nghe nè. Sao chú? Không phải là chỗ thân quen mà chú nhờ giả. Nhưng mà chú nói con này, bị ba khía nhà chú á, là nó mượn tiền ngân hàng, nó làm hồ sơ nó vay ngân hàng, đặng nó buôn bán mần ăn. Mà nó buôn bán mần ăn này nè con, nó mua ba khía là cái con đặc sản ở dưới xứ mình đây nè. Dạ. À, để nó đưa đi xuất khẩu là gì đó. Nhưng mà làm rồi cứ trả hồ sơ trở lại hoài à. Mượn không có được con. Bây giờ bay có cách nào bay giúp em được không? Trời ơi, cái chuyện này á, chú với gia đình gặp con là dễ rồi. Ngày mai á, chú hay là em ba khía cầm hồ sơ lên gặp con trực tiếp đi. Rồi con coi con thấy được, con giải quyết hồ sơ cho gia đình chú có vốn làm ăn. Ôi mèn ơi, được vậy còn gì bằng con.
Thì đúng là có quế nhân phù trợ chứ. Ta đang lo rầu muốn chết con ơi. Trời đất ơi, chú gặp con thì chú cứ yên tâm nghe. Vậy cố gắng giúp cho chú nghe. Giúp cho ba Khía nghe, tội nghiệp nó. Dạ, chú cứ yên tâm. Dạ. Dạ, thôi bây giờ con phải đi liền chú. Dạ, con có cái cuộc hẹn gặp với gia đình của con. Thôi mày đi đâu đi đi, mạnh khỏe nha. Dạ, hôm nào con qua thăm gia đình chú thím hai. Cảm ơn. Dạ, chú yên tâm nghe. Dạ. Mẹ ơi, đúng mà, trời không phụ kẻ có lòng. Bà Khí ơi, con được cứu rồi. Năm ơi, tiền trà chú trả sao nghe. Dạ. Tới gì à? Hồi trước vợ chưa từng có ai vay vốn kinh doanh Ba Khía hết. Anh không hiểu sao em lại dám quyết định như vậy. Dạ, do em từng khảo sát ở trên Sài Gòn á, em thấy có nhiều món đặc sản từng vùng miền mà trước đây chưa ai biết tới hết đó. Nhưng bây giờ có nhiều khách cũng bị thu hút lắm đó anh. Ở các nhà hàng nè, ở các quán ăn giống như là cơm niêu, cơm hến, rồi bún chả Hà Nội. À, nhưng mà em đã tìm được đầu ra chưa mà dám mạo hiểm như vậy chứ? Trước đây em có làm phụ bếp ở một nhà hàng cũng khá lớn ở trên đó đó. Em cũng xin ông bà chủ giám đốc cho em đưa thử món Ba Khía vào thực đơn của nhà hàng. Cho nên bây giờ em cần thêm tiền để thu mua số lượng lớn Ba Khía của bà con mình dưới đây nè. Cho nên em mới đi vay ngân hàng đó. Nhưng mà nếu mà chỉ thu mua nguồn Ba Khía của bà con mình thì em đâu có cần nhiều tiền vốn tới vậy. Tại em cần chi phí để điều chế món Ba Khía thành nhiều món để phục vụ cho nhà hàng nè. Rồi phải đi chào hàng thêm món Ba Khía cho các cửa hàng thực phẩm khác nữa. Anh cũng biết rồi đó, chi phí đầu tư mấy khoản đó đâu có nhỏ đâu. Hỏi vậy thôi chứ anh và các sếp cũng hiểu hết rồi. Hồ sơ này đã ký cho em vay được 2/3 tổng số tiền mà em vay làm vốn để em trang trải chi phí gì đó để em kinh doanh. Rồi sau một thời gian á, nếu mà chạy ổn định rồi á, muốn mở rộng thêm, ở đây sẽ duyệt để cho em vay nhiều hơn nữa nha. Dạ, dạ như vậy thì tốt quá rồi. Em cảm ơn anh Định nhiều nha. Gặp anh đúng là may mắn cho em. Có gì đâu. Dạ, thôi em xin phép về. Chúc em thành công nha. Dạ. Chúc kinh doanh thành công. Dạ, cảm ơn anh. Tía ơi, tía ơi. Cái gì vậy? Con được anh Định duyệt cho vay số tiền 2/3 con đề nghị rồi. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì hay quá. Anh Hai mau xúc tiến công việc làm đi. Ừ, anh biết rồi. Đúng là trời không có phụ lòng người. Hey, chắc tôi chết rồi ha. Giờ thì mấy người coi tôi vô hình phải không? Đúng là cái thằng này bất hiếu mà. Chỉ có biết nghĩ tới bản thân thôi. Con á không nghĩ tới lỡ làm ăn thất bại thì cả cái gia đình này rồi sáng sao. Dạ, con xin lỗi dì. Nhưng mà dì yên tâm đi, con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Bộ mày là thần tiên hay sao mà mày biết được tương lai? Mày cầm dao đằng cán rồi, giờ mày nói gì lại không được. Trời má ơi, má bớt bớt lại đi. Ảnh chưa có làm nữa mà má cứ trù ẻo ảnh hoài à. Con nói thiệt nha, nhiều lúc ảnh thất bại là tại do má. Mày má im đi. Chưa tới lượt mày nói đâu. Bà mới im đó. Vậy bây giờ thì chuyện cũng đã xong rồi. Phóng lao thì phải theo lao chứ. Phải không theo á, chết một mình ráng chịu. Thôi đi vô ăn cơm. Dạ. Mấy người ăn đi, tôi không ăn đâu. Đi lẹ coi. Tối nay mình nhậu lai rai nha. Cái gì mà chậm chậm như rùa. Đúng rồi. Ê, chào mấy chú. Bữa sáng mình có chuyện gì hay sao hả? Làm cái gì mà đi đông quá hả? Đi bắt Ba Khía. Để làm gì? Bắt Ba Khía cho thằng Ba Khía. Bắt Ba Khía cho thằng Ba Khía. Nó nói rồi. Là bắt bao nhiêu nó mua bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Gì hả? Ừ, đúng rồi. Nè, Ba Khía này mai mua. Ba Khía này vì có cái phường khố rách ao ôm rồi nông dân. Mày nói kỳ vậy. Còn phải nói chú. Không phải nói chú. Làm quê mày. Cái thằng đường ông ơi. Đồ cái thằng ăn. Nói câu làm gì giận như vậy. Mấy ông già gì dễ giận thiệt. Đó, con thấy chưa? Cũng may là tôi chịu lấy cô, chứ không là cô lấy cái thằng ngu dốt đó rồi. Sống nghèo khổ tới chết. Bà Khía kìa. Trời ơi, mày coi. Anh làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Tao là chồng mày mà mày dám sao tao ra hả? Con này chắc chống sáng chán sống rồi. Mày ghen lắm ha. Ghen lắm ha. Mày đang quýnh tiếp. Mày hãy giặt.
Nè nè không, ai lại đánh vợ mình giữa bàn dân thiên hạ vậy? Mày mua ba khí hay là mày chạy ba gác, mày mạnh tay dữ vậy mày? Tao quýnh vợ tao liên quan gì tới mày mà mày căng vô? Dù gì Thấm cũng là bạn cũ của tao, tao làm sao không thể căng ăn được. Thấm vì nghĩ cho mày cho nên mới chịu đựng mày như vậy. Mày đừng có ghen bóng ghen gió mà hành hạ cổ nữa. Bạn cũ hay tình cũ ha, tao nói cho mày biết, đây là vợ của tao, cho dù tao có giết chết nó ở đây á, mày cũng không được quyền can vô. Được, tao không có quyền can ngăn, nhưng tao sẽ đi báo chính quyền. Mày hay lắm, coi như tao nhịn mấy lần này. Tao nhịn mấy lần này thôi nha. Đi vậy, đi vậy. Mày muốn tao lôi mày về hả? Mày đứng đây một hồi, nó đánh tao là tao báo chính quyền á. Biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông, miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh ba kia miền Tây, nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Rồi có ai cân trước không, lên đây tôi cân cho nè. Dạ em đẹp ơi. Nè mày bắt được nhiêu mà thấy nhiều quá vậy? Dạ con cũng biết. Bao nhiêu vậy anh hai? 7 kg. Nhiều lắm. Dạ. Dạ. Con cân rồi. Đây. Dạ rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cô. 5 kg. 5 kg hả hai? À, tới lượt tao nha. 5 kg hả anh hai? Cảm ơn cô. Dạ chú bảy. Này nặng nha. Rồi nặng dữ hơn chú bảy. Cảm ơn anh. Rồi hơi trúng đó mày. 10 kg. 10 kg. Dạo này cha con nhà ông á chắc là bị đại gia nhập rồi hay sao á, đem tiền rải cho người ta ha. Nhìn gì? Nhớ cân đủ 2 kg rưỡi nữa nha chú ba ơi. Ủa gì có vô đây? Trời ơi đưa vô đó là khuyến mãi luôn rồi đó chú. Đứng nhìn tiền của mình đem rải cho người ta mà cũng đứng cười ngon lành. Phải rồi, cha con tôi á mắc cái dòng đại gia dựa cho nên mới làm kiếm tiền. Còn bà mắc cái dòng gì dựa? Chắc mắc cái dòng bất đắc kỳ tử á, dựa đó chưa kịp chăn chối á, cho nên bây giờ bà nói nhảm biết đúng không? Trời ơi, ông tưởng tôi thích ra cái chỗ mà bừa bãi này lắm hả? Mẹ, vô nước cơm với má con. Con đang đứng đây cơn ba khía mà má. Cơn cơn cái gì? Trả sổ đi, đi vô. Bỏ xuống. Thôi đi vô đi mẹ. Dạ anh hai. Thấy mà ghét. Lúc nào cũng le cái lử thì gốm. Nhờ cái lử đó mà không ốm được đó. Con xin lỗi tía, cũng tại con mà tí gì suốt ngày cứ hàng học nhau hoài. Ôi, lỗi phải gì con ơi. Bà này bà xa xả ra rã mấy chục năm nay rồi, chứ bộ tới việc mày làm công chuyện mới ra rã sao? Đừng quan tâm để ý tới, cứ như là chó sủa lỗ không, mệt quá. Tao nghe hoài tao không ớn. Nè, tí nói cho con biết một cái yếu điểm của bà. Dạ. Chỉ cần mày làm việc thành công nha, mày đem tiền về mày đưa cho bà là coi như là mày lấy băng keo mày dán cái miệng bà lại rồi. Dạ con sẽ cố gắng để dán gì lại. Ê, cái câu dán miệng là tía nói được nha, mày nói là hổn nha con. Dạ. Vậy thôi để con đem ba khí vô trong à. Ờ, đem rộng ra đàng hoàng ha. Dạ. Được, ba khía mùa này chắc á. Lâu ngày về thăm má mà em sao vậy? Dạ má. Thưa má con mới về. Ủa, con sao vậy Thắm? Sao cái mặt con tím bầm vậy hả? Con sao vậy? Má hỏi kìa. Trả lời cho nó đàng hoàng đi. Con sao vậy? Không có, con bị dấp té ngoài bờ ruộng thôi má. Dấp té mà sao bầm tím vậy? Ờ đúng rồi má, dấp té ngoài ruộng mà. Té mắc mớ gì mà bị bầm mặt? Con trâu dưới ruộng nó chạy lên nó hút mới bầm. Có vậy thôi hả? Thôi thôi, mày đừng có xạo. Mày tưởng má ngu hả? Té mà cái mặt tím bầm vậy. Trời ơi, con, nó đánh con đúng không? Nó đánh con nữa phải không? Nghe nè. Dạ không. Nếu có đánh thì sao? Nếu có đánh thì sao? Nó là vợ của mày, mà sao mày cứ đánh nó hoài vậy hả?
Nó đâu có làm cái gì sai ý mày mà mày cứ kiếm chuyện đánh nó hoài là sao? Là vợ tôi mới đánh. Trong nhà tôi mới đánh nha. Tôi chưa bao giờ xách qua đây đánh nè. Ủa mà má, má là một người má tuyệt vời quá hả? Má là một người má cao cả, người má lý tưởng phải không? Má đã bán con của má cho tôi thì bây giờ má có quyền gì mà má đòi hỏi? Má có quyền gì má lên tiếng? Xin lỗi má, xin lỗi má. Tốt nhất là hai má con nên ngậm miệng lại ha, còn không á sống cũng không bằng chết. Đau chân quá. Má đã hại con rồi Thắm ơi. Tại sao tôi lại gả con tôi cho cái thằng khốn nạn đó chứ? Má xin lỗi con nha Thắm ơi. Con không sao đâu má. Má xin lỗi con. Má xin lỗi con. Ủa bà Khía. Dạ thưa bác, con mới tới. Chưa chơi hả bay? Dạ. Bác hả? Trưa nay tới giờ ăn cơm trưa. Khoan ăn nghe. Đợi ủa, con. Ủa sao vậy? Con làm món bà Khía đang mê cho bác ăn. Thiệt hả? Dạ. Vậy thì quá đã luôn. Bảo đảm với bác nha, bác ăn món bà Khía đang mê của con xong á là bá cháy một chén luôn. Nhớ cho bác thêm chén bún. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Bay nấu món bà Khía làm sao á mà khách ăn xong khi đi về á khen bay quá trời quá đất luôn đó. Tuyệt vậy hả bác? Cảm ơn bác. Thôi con vô con chuẩn bị đây. Ừ. Bác chưa nhớ đừng ăn chờ con nghe. Trời ơi làm sao tao quên được. Tao biết sao mày quên thôi. Con sao quên nhớ được nghe. Dạ. Bà Khía, bà Khía. Dễ thương. Xin chào mọi người. Bà Khía về rồi. Bà Khía.– Sư phụ khỏe không? Khỏe. Sư phụ đừng có ngại nha, con không nghĩ gì đâu. Chuyện qua rồi. Nhìn cứ cắp đó. Ừ, vậy là tốt rồi. Dạ, mọi người khỏe hết hả? Dạ. Ê, bây giờ nè, mấy anh em mình có Bà Khía về thăm nha. Bây giờ mấy anh em mình ôn lại cái bài đó đi. Ôn lại. Bài anh Bà Khía. Bài hát anh Bà Khía. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Vô mặt vô. Trời đất ơi, có sẵn vậy luôn hả? Có sẵn hả? Nhưng mà không, tôi đây, không có chắc là tôi còn nhớ đâu nha. Không có sao đâu. Vô. Vậy bây giờ nhớ nhiều nhảy nhiều nha. Ừ, không sao hết. Vui là chính. Rồi, chơi luôn. Từ lúc con nghĩ bộ đồ của con đâu có ai dẹp đâu. Dạ. Còn để hoài nữa đó. Cái bộ đồ này cất lâu rồi đó nha. Vô đây vô. Số 1 luôn. Tự nhiên mặc bộ đồ này vô thấy nhớ quá. Rồi bắt đầu nhảy ha. Ok nha. Lên nhảy em ơi. Music. Sư phụ. Anh Bà Khía. Anh Bà Khía. Anh Bà Khía. Bà Khía miền Tây. Đã. Anh Bà Khía, đây là món Bà Khía rang me và món Bà Khía truyền thống. Chúc quý khách ngon miệng. Ê, sao lúc này tôi thấy ông đen và ốm quá vậy? Bộ đang lo cái vụ Bà Khía đó hả? Ờ, đúng rồi, phải không? Nói chung cực thì cũng có cực. Nhưng mà thấy khách hàng ăn uống ngon là vui lắm rồi. Ok. Gì đó? Giờ làm việc hay là giờ chơi vậy? Sao không thấy ai làm việc hết vậy? Đó nghe chưa? Nghe quản lý nói gì chưa? Thôi đi làm việc đi mấy đứa ơi. Giờ muốn bị trừ lương hả? Nè mọi người tập trung làm việc kia chưa? Không sao đâu. Lâu lâu về ghé thăm anh em vậy thôi hả? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ê, không đầu rảnh ghé thăm tụi tôi nữa nha. Ừ. Sư phụ nữa. Mọi người giữ gìn sức khỏe. Sư phụ giữ gìn sức khỏe nha. Cũng vậy. Bây giờ tôi đi. Bữa nào rảnh về thăm anh em. Nhớ về thăm tụi tôi nha. Rồi, biết rồi. Mọi người vui vẻ nha. Nhớ về thăm tụi tôi nha. Bye bye. Đúng rồi. Nhớ nha. Ừ. Biết rồi. Giữ gìn sức khỏe. Bập lên chung. Thôi mang bộ đồ đó lên lo làm việc đi. Dạ. Rồi con cứ sắp gọn lại để đó, để cái này chú tiêu thụ cho. Dạ. Ơ, chuyện gì vậy? Nè, cái anh kia. Nè. Nếu bán được là tôi tính tiền chỗ để đó nha. Nếu mà tôi bán được thì cô cũng có phần mà. Không có thiệt đâu mà lo.
nhỏ này, nó để đây có chút xíu dưới đây mà tính tiền nó chi vậy con? Con là dân làm ăn mà, cái gì có lợi thì con mới làm chứ. Thôi được. Thôi được, nếu lấy tiền chỗ của nó bao nhiêu bác trả, ý bà trả. Cái gì? Ba này, có xíu thôi mà lấy tiền làm cái gì? Thôi dạ. Thuận không? Thì đó, thỏa thuận. Mà tôi còn phải coi thái độ của anh nữa nha. Thái độ mà không đàng hoàng với tôi á là tôi cho dẹp luôn. Nè 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 nè, thái độ là đây nè. Mệt mệt quá à. Anh đừng có tưởng có ba tôi hậu thuẫn xong rồi. Thôi để tôi bán được không? Nói hoài sao khách mua ba khía. Anh hay lắm. Ngon quá. Trời ơi, công nhận mấy đứa này tuổi trẻ tài cao. Trời ơi, ba khía mà nó nghĩ sao mà nó chế ra được ba khía răng me. Ngon kìa bà thử con đi, ngon lắm. Thôi thôi trời ơi, ba khía đó chỉ là con ba khía thôi mà. Tôi thấy ăn cũng bình thường thôi, có gì đâu mà ông khen đáo, khen để vậy trời. Bà sao kỳ cục quá. Tự nhiên đó đặc sản của tôi mà coi thường cô này cô nọ, giống như chẳng khác gì bà coi thường tôi hả? Trời ơi, đặc sản quê ông là đặc sản quê ông, chứ ba khía là cái món gì lạ với tôi đâu. Ăn thì nó mặn chát hà. Tôi nói ăn nhiều là bị lên tăng xong đó. Hỡi chút cái quê tôi này kia kia nọ. Thèm quê quá thì về quê mà ở đi. Mắc cười quá à. Ba khía nó bình thường thôi, có gì mà ông tôn nó lên dữ vậy trời. Ngon lắm ba khía mà nó làm sao ngon lắm. Răng men mặn lắm mà, nhưng mà nó dịu lắm chứ không phải ba khía. Ông thèm thì ông ăn chứ đừng có mời tôi nghe, nghe chưa? Bởi vì tôi nói thiệt á, thì đó tôi thấy bà sao mà. Sao là sao? Bà có những lúc mà thái độ của bà, bà mày nghĩ bà coi thường những cái món ăn đặc sản của quý tôi. Bà làm vậy bà không sợ tôi chạnh lòng hả? Chạnh lòng gì mà chạnh lòng, có sao tôi nói vậy thôi hà. Trời ơi, thèm quê thì về quê mà ở đi. Mà tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nói rồi đó nghe, ông lo tách thằng ba khía ra khỏi con Mai đi nghe. Chứ tôi thấy nó sáp sáp lại con Mai là tôi không có ưa à. Mà tôi nói trước nghe, tôi không ngồi xuôi với gia đình mà bình dân mà quê mùa đó đâu nghe. Tôi nói rồi đó nghe, làm sổ sách cũng y với ông nữa à. Thiệt tình à. Thì đó bà. Thái độ lồi lõm hả? Ý có ba tôi chống lưng rồi muốn làm gì làm hả? Ghét cái mặt. Buôn bán gì mà bừa bộn. Rồi, bỏ vô rồi đó, gọn gàng rồi đó. Ai vậy? Ai để mấy hũ ba khía của tôi ở trong này vậy? Hồi nãy tôi để ở trên cao mà. Là cô phải không? Tôi đó. Cô làm gì kỳ vậy? Cô để vậy rồi sao khách thấy ba khía của tôi mà mua? Thì khách đi ngang qua thấy mấy cái hũ ba khía của anh ngay tầm mắt nằm ở đó đó. Cô rảnh quá hả? Cô tưởng khách nào cũng rảnh giống như cô hả? Tôi để trên đây cho khách người ta thấy dễ dàng. Cô bỏ vô đây rồi sao người ta thấy? Mệt quá, nó choáng chỗ của tôi viết sổ sách không có được. Cô ăn nói vậy mà nghe được hả? Tôi bán được tôi cũng chia cho cô phần trăm chứ bộ. Bộ cô tưởng cô cho không hả? Nè, cô làm vậy chẳng khác nào cô dìm hàng ba khía của tôi rồi. Tôi nói thẳng cho anh biết nha, tôi là chủ ở đây, tôi muốn xếp hàng của anh ra sao là quyền của tôi. Còn nếu như anh không ưng á thì xin mời anh dọn ra ngoài kia, chỗ này chỗ nọ, chỗ nào mà anh thích. Ok. Ba khía, có ai mua ba khía không? Ba khía đi. Mua ba khía không? Ông rao vậy tới chiều không biết bán được hũ nào không á. Kệ tôi. Ai mua ba khía không? Cô tự bán đi, tôi đi bán ba khía của tôi. Trời ơi. Ai ba khía không? Ủa, ông làm công cho nhà tôi mà. Sẵn không?
Chạy lên. Lại. Lại. Cướp. Cướp. Đâu. Ờ, Trung phải không? Anh là ai? Sao biết tôi? Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà tôi có chút chuyện cần ông giúp. Vô làm tô hủ tiếu đi rồi mình nói chuyện. Ờ, được rồi. Vô. Dạ, mời hai anh. Cảm ơn. Anh là ai? Sao biết tôi vậy? Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là tôi biết rất rõ về ông. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn nhờ ông giúp. Tiền bạc không thành vấn đề. Được. Tôi thích những người ăn nói gãy gọn, nhanh, gọn lẹ, đi thẳng vào trọng tâm. Có chuyện gì nói luôn đi. Anh chọn thời gian, địa điểm, tôi sẽ hành động. Anh yên tâm. Còn tiền bạc tôi sẽ lấy sau cho khỏi phiền. Anh cho tôi số điện thoại đi. Ông bấm số của ông vô đây đi. Bác biết không, con đi vay vốn ngân hàng mà khổ trận ai luôn á. Ai nghe nói tới cái chuyện kinh doanh ba khí của con cũng nghĩ là con khùng, con bị điên hết á. Nhưng mà họ đâu có ngờ là con quen tới giám đốc chi nhánh của họ luôn. Vậy là hồ sơ của con được duyệt trong vòng một nốt nhạc. Đúng là hay không bằng hên thế hùng. Ở đời á, con người ta thường đánh giá con người á qua hình thức bên ngoài. Hễ thấy á, người ta có cái gì khác lạ chút xíu nói người ta khùng, nói người ta điên. Nhưng mà đâu có ai ngờ chính những người khùng người điên á sau này thành công rực rỡ đó, thấy chưa? Bác nói vậy làm con nở muốn bể cái lỗ mũi luôn. Nếu mà con thất bại, con không dám nhìn mặt ai luôn á. À, nói nghe nè, con đi vô lại nhà hàng như vậy con gặp cậu Lịch chưa? Cậu ta có thái độ gì với con không? Dạ thì cũng bình thường thôi bác. Ừ. Thấy con rồi lướt qua nhanh như một cơn gió thôi. Ừ. Mà cũng không trách được bác ơi. Bây giờ con với nó hai vị trí cách xa nhau quá, nó không thèm để ý tới con thì cũng phải thôi. Ừ. Nếu mà đã là bạn bè chí thân thì không ai làm gì hết trơn hết trọi á. Chỉ có những người bản tính tham lam ha mới đối xử với bạn mình như vậy thôi. Con nên cẩn thận nha, sau này phải hết sức cẩn thận đó. Đừng có tiếp xúc nhiều là tốt nhất, nghe chưa? Dạ. Ừ, thôi uống trà đi. Đây đợi tao. Ờ. Ủa chú Tám, xe bị hư rồi hả chú Tám? Ừ, để con sửa cho. Sẽ nghi ngờ. Cô nè, cô coi lại có mất gì không? Không, không sao. Ủa? Đâu. Lịch, sao mày ở đây? Ờ, bộ mày quen biết cô gái này hả? Ờ, biết, tao biết. Tao đi ngang qua chỗ này nè, cái tao nghe tri hô cướp rồi tao chạy tới. Ủa, cô có sao không? Không. Quan trọng bây giờ là anh có sao không? Hồi nãy tôi thấy anh đánh nhau với người ta quá trời luôn. À, tôi không sao đâu, chỉ là trầy xước sơ sơ thôi à. Tôi nên đi bệnh viện, đi đi. Không sao đâu, tôi đàn ông con trai mà không có gì đâu. À, nếu mà cô không sao rồi tôi đi nha. Thôi tao đi nha. À, cảm ơn mày nhiều ha. Tôi đi. Tôi cảm ơn anh nha.
Quan trọng là bây giờ cô có sao không? Tôi đưa cô vô bệnh viện nghe. Không biết anh có sao không nữa. Tay chân không biết có bị gì không nữa. Mình từ chối một cách tuyệt tình với anh Tâm thì tội cho ảnh quá. Nhưng mà nếu làm bạn gái ảnh thì mình lại chưa sẵn sàng. Mình không có cảm giác gì khi đi bên cạnh ảnh hết. Phải làm sao đây? Nếu đi chơi hoài thì ảnh hiểu lầm là mình thích ảnh. Còn mình thì chỉ nghĩ đơn giản là có bạn ra ngoài uống nước xả stress thôi. Giờ biết làm sao đây? Khó nghĩ quá. Con nên nói thẳng không ta? Nói cùng nói, nói cùng nói, nói cùng nói, nói cùng nói. Anh làm cái gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Viết chí. Chí đâu? Trên đầu cô chứ đâu. Ở đâu ra? Ở đâu ra mà bắt? Dò vũ vũ mà chí nó rớt quá anh trời phải luôn nha. Kìa. Nè 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 chí chí nè. Nè nè bớt giỡn đi nha. Người tôi sạch sẽ lắm nha. Đừng có lấy chí cho tôi à. Vậy sao anh dám nói tôi? Ý anh nói vậy là nói tôi ở dơ nên mới có chí chứ gì. Mệt quá giỡn chơi xíu làm gì mà cô giỡn có vui vẻ đó. Sao? Có chuyện gì nói ra thử coi tôi giúp được không? Gì? Anh giúp được hả? Cô không nói thì làm sao tôi biết đường mà tôi giúp cô? Cô không biết là thường thường người ta hay nói á, người trong cuộc lúc nào á cũng tối dạ hơn là người ngoài cuộc. Thì cô cứ nói đi, biết đâu tôi giải quyết được vấn đề của cô thì sao? Thiệt không? Thiệt sống thiệt, trời ơi nói hoài. Tôi đang gặp khó xử trong chuyện tình cảm. Gì? Đang yêu luôn hả? Yêu đơn phương luôn hả? Ừ. Trời, gan thiệt. Nè, nè, anh có muốn nghe không vậy? Ừ, muốn nghe, nói đi. Anh ngồi xuống đây, đừng có nhảy vô họng tôi nữa đó nha. Thì nói đi, đứng đây nói cũng được, và mắc gì phải ngồi. Thì đứng đó, không được nhảy vô họng tôi đó. Nói đi nè. Thật ra, có người muốn tôi làm bạn gái của anh ta, nhưng mà tôi chưa có sẵn sàng. Nếu như mà tôi từ chối thì tội ảnh. Tại vì anh ta rất là chân thành, anh hiểu không? Cho nên tôi mới khó nghĩ đây nè. Có phải cái anh chàng mà hay tới đây tìm cô không? Đúng rồi. Ủa tôi tưởng cô với anh ta đang yêu nhau rồi chứ ai ngờ. Cái gì? Yêu cái gì mà yêu? Ai biết thấy tới rước cô hoài đó. Ủa tới rước đi chơi uống cà phê là yêu á hả? Lạ ha. Ai biết đâu. Tôi với ảnh á chỉ là bạn học thời phổ thông thôi. Sau này mất liên lạc một thời gian vì ảnh đi du học. Xong tự nhiên ảnh về, ảnh đùng cái ảnh tìm tôi đâu biết đâu. Thì bạn bè gặp nhau đi uống cà phê, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi uống cà phê, dù gì cũng là bạn bè. Nhưng mà ảnh coi tôi là bạn gái mới ghê. Có cái gì đâu mà khó. Thì bây giờ cô cứ nói thẳng với anh ta là cô chỉ coi anh ta là bạn bè bình thường thôi, để anh ta đi tìm người khác. Chứ cô cứ ấp ấp mở mở vậy hoài, cứ để người ta đợi chờ, tội nghiệp đời trai người ta. Cô ế mình thôi, để người ta ế giống mình nữa. Trời. Nè, anh á, anh có khuyên tôi thì anh đưa ra giải pháp, sao cứ nói xấu xỉa vậy chứ? Sao anh biết tôi không có nói rõ ràng với ảnh? Tôi nói rõ ràng rồi nhưng mà người ta không chịu. Cô nói sao? Thì tôi nói là tôi chưa có sẵn sàng làm bạn gái ảnh. Nhưng mà ảnh có nói là ảnh sẽ đợi tôi đến khi nào tôi gật đầu. Vậy mà cô nói rõ ràng. Tôi nói cô nghe, tình cảm không thể nào gượng ép được. Chính cô cũng không rõ ràng gì. Trời. Thì hỏi sao anh ta không hy vọng. Trời, không rõ ràng chỗ nào? Chứ không phải hả? Nếu như cô nói thẳng cô chỉ coi anh ta là bạn bè thông thường thôi, và kêu anh ta đi kiếm người khác, thì anh ta sẽ không nghĩ tới cô nữa, rồi đi kiếm người khác. Còn đằng này cô chỉ nói là cô chưa sẵn sàng. Đó, cô nói như vậy là vô tình cô gieo vô đầu anh ta là cô cũng có tình cảm với anh ta, để cho anh ta chờ đợi cô, phải không? Ủa, nói vậy là tôi sai hả? Chứ không lẽ tôi sai?
Nè, hỏi thiệt cái này nha. Không lẽ từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng yêu ai luôn hả? Tất nhiên rồi. À, cũng phải, ai thèm rớ tới cô. Ê, ý anh vậy là sao? Ý anh nói tôi là... Nè gì? Anh đang nghĩ gì vậy? Nè, bà Khía, anh không được nghĩ tôi là dạng đó nha. Dạng gì? Thì vì tôi thấy cô cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa từng một lần có một mối tình dắt dai, cho nên ai mà không nghĩ vậy? Nghĩ gì mà bậy bạ vậy? Tôi là gái ngoan, gái ngoan chính hiệu. Đi học nửa buổi về phụ ba mẹ buôn bán. Tới bây giờ tôi không có thời gian đi chơi đâu hết trơn á. Mà tôi cũng không thấy ai hợp ý tôi nên tôi không yêu thôi. Khi nào mà tôi tìm thấy người hợp ý, hợp tình với tôi thì tôi yêu. Ủa mà sao anh cứ hỏi lòng vòng hoài vậy? Tôi đâu có thấy anh đưa ra cách nào giải quyết giùm tôi đâu. Thì tôi đưa ra cách giúp cô rồi còn gì nữa mà cô nói chưa có. Cách nào, cách gì, ở đâu, tôi đâu có thấy đâu. Trời trời, chẳng phải là tôi đã nói với cô là cô nên đi nói thẳng với anh ta. Chúng ta là bạn bè bình thường thôi, không có tình cảm trai gái gì với anh ta hết. Tâm lý đàn ông là vậy đúng không? Ừ. Ờ, được rồi, tôi sẽ nói rõ cho anh biết, để khỏi mất công đợi chờ tôi nữa. Ừ, cô nghĩ được vậy á thì coi như là khó khăn ban đầu cũng đã được giải quyết rồi. Bây giờ mạnh dạn lên, nói thẳng với anh ta thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Ừ, tôi biết rồi. Xong rồi phải không? Bây giờ tôi vô ngủ à. Ừ. Còn cô á cũng tranh thủ ngủ sớm đi. Đàn bà con gái thức khuya xấu xí không ai lấy ế nữa đó. Sao cô mắc cái gì nó tới ế hoài vậy? Ế, tụi nó ế. Cái tên khùng này. Nói cũng có lý chứ. Lại là thằng Bà Khía, đúng là may mắn nó gây ấn tượng tốt cho Lại Trinh như vậy. Trong khi đó công lao đó phải là của tao. Nếu như mày cản lối của tao quá nhiều thì buộc tao phải nhổ cây gai ở trước mắt. Lúc đó mày đừng bao giờ trách tao. Đừng bao giờ trách tao. Đó là lỗi của mày, không phải là lỗi của tao. Dám cản đường cản lối của tao. Anh Lịch, chuyện của thằng Ba Khía phải không? Anh cứ yên tâm, anh để em lo cho. Ok. Dạ. Bây giờ như vậy, cậu cứ báo cáo với tổng giám đốc là tất cả những món ăn liên quan tới Ba Khía của nó đều bị khách hàng chê. Thậm chí có những khách hàng vì vậy mà không thèm đến nhà hàng của mình nữa. Như vậy ảnh hưởng đến tổng doanh thu của nhà hàng. Hay, trời ơi hay quá. Vậy mà em không nghĩ ra. Công nhận kế sách này của anh đúng là tuyệt. Kỳ này hả, đảm bảo nó sẽ bay mất xác. Dạ, nó đúng hơn á. Tại thằng đó hòn đá nó cứng với bự quá, đá hoài mà nó không chịu đi. Lần trước á, em nghĩ đá một phát là nó đi rồi. Ai dè đâu, không biết là nó nói cái gì với ông Hùng á. Tự nhiên nó được lôi mấy cái con Ba Khía đồng loại của nó đem vô trong nhà hàng của mình nữa. Nhưng mà lần này anh Lịch cứ tin em, lần này đảm bảo là nó sẽ văng khỏi nhà hàng mình. Tốt nhất nói được là làm được. Còn nếu không, ai bị đá ra khỏi cái nhà hàng đó thì tự hiểu nghe. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm Ba Khía là bá đây rồi. Ba Khía nè, hỏi
dẹp cái món ba khía đó đi, không có làm nữa. Ủa sao vậy cậu Nam? Ủa sao vậy? Bây giờ mình không lo chuẩn bị rồi làm sao chế biến kịp cho khách? Trời ơi, bây giờ tôi nói á thì nghe đi. Bây giờ cứ làm mấy cái món trong thực đơn đi, còn cái món này để người khác lo. Nhưng mà bây giờ thực khách họ đang háo hức với cái món ba khía mới của nhà hàng mình. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, bếp trưởng, tôi nói chú nghe. Mình á, phải biết cái nguyên tắc là mắt nhắm mắt mở. Cái chuyện này á, là cái chuyện của ở trên đưa xuống. Nói làm sao thì mình làm vậy đi. Tôi nói chú nghe đó nha. Chú á, mà còn đụng vô cái ba khía này á, là tôi không có đảm bảo cái chức bếp trưởng của chú ở đây đâu đó. Cậu Nam à, ừ? Vậy thì cái số ba khía còn tồn kho mà giải quyết như thế nào? Nãy nghe đâu là nhậu ba khía gì đó có sẵn đó thì xử đi nha. Tôi nói rồi đó, mấy người coi chừng tôi đó. Vậy là tụi tôi ăn hết lóng đó hả? Thì mấy người tự giải quyết đi, tôi không biết. Trời ơi, kỳ vậy thầy? Cái thằng này nó nhỏ mà nó láo dữ. Sao kỳ vậy thầy? Cái món ba khía là cái món mà tâm huyết của anh ba khía mà sao kỳ vậy thầy? Bây giờ sao thầy? Mình thấp cổ bé miệng, bỏ qua chuyện này đi. Nhưng mà chuyện gì đến nó sẽ đến. Con nghĩ là thầy phải đứng lên chứ, như thế này hoài không có được đâu á. Phải lấy lại công bằng chứ. Chịu đựng hoài vậy sao thầy? Nó nói đúng đó thầy, không lẽ mình chịu vậy hoài sao thầy? Tụi con bây giờ chuẩn bị các món ăn khác cho khách đi, lại lên. Dạ. Dạ. Còn chuyện đó thì để tính sau đi. Mày đứng đi làm gì nữa, mày qua bên kia mày làm đi. Anh Lịch, em không biết á, làm sao mà mấy cái thứ hôi tanh này á lại có mặt được trong cái nhà hàng sang trọng này của mình chứ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mấy cái con bà khía này nên chết hết đi cho rồi. Nó chết á giống như là cái thằng bà khía á. Nó chết dần chết mòn giống như mấy cái con ba khía này vậy. Thôi xử lý nó đi, để đây nó thúi rùm cái nhà hàng bây giờ. Dạ. Dạ thưa má, con đã xử lý cái mớ ba khía đó. Nhưng mà rõ ràng là má cũng thấy là anh ta không cung cấp ba khía tươi như lúc đầu anh ta đã giao kèo với mình. Bên cạnh đó, còn một số phản ứng tiêu cực của những thực khách khi sử dụng những món ăn liên quan tới ba khía. Sự việc đó có ảnh hưởng tới sự đánh giá của thực khách với nhà hàng không? Dạ, cũng may là con luôn theo dõi sát sao và xử lý kịp thời, cho nên hậu quả không nghiêm trọng lắm. Và ngoài ra thì những thực khách có phản ứng không hay về những món ăn ba khía của nhà hàng mình, con cũng đã tìm cách xử lý, má cứ yên tâm. Ừ, con làm tốt lắm. Nhưng mà má... Hả? Sao? Con còn chuyện gì nữa vậy con? Dạ, cái chuyện quản lý nhà hàng con cũng đã lo liệu hết rồi. Nhưng mà còn ông Hùng thì... Chuyện đó thì con cứ để má lo, yên tâm đi. Từ lúc ban đầu á thì má đã phản đối rồi, nhưng mà nói gì á thì ông ấy cũng không nghe hết. Mà ông cứ khăng khăng là cho ba khía cơ hội. Vừa nhìn á là má biết là cậu ta không làm nên tích sự gì rồi. Bây giờ sự việc đã rõ ràng như vậy rồi, để coi ông còn binh vực ba khía được nữa không. Nói hay lắm, con ruột của bà đó, đúng là cái thằng vô tích sự. Ba khía ơi là ba khía, xem mày còn giỏi hơn tao được nữa không. Có lên trời mày cũng không ngờ rằng chính má của mày là người đã ngăn cản chửi rủa mày đó. Mai, cô nói với anh ta về việc đó chưa? Chưa. Alo, ba khía nghe nè. Anh nói sao? Sao mà không tươi được chứ? Rồi, tôi biết rồi, để tôi tính. Ủa, có chuyện gì hả? Anh bạn tôi ở nhà hàng gọi nói là số hàng ba khía tôi giao không được tươi, cho nên nói là kêu tôi tới lấy lại ba khía về kìa. Ủa, nhà hàng lớn họ rất là khó khăn trong chuyện chọn hàng, lúc nào cũng đòi hỏi phải tươi sống.
Anh có nhớ cái chuyện tôi giao cá bị chậm không? Không được tươi á là anh đã không chịu nhập hàng của tôi rồi. Nè, ý cô nói móc tôi gặp quả báo đó hả? Không. Nè, tôi làm ăn đàng hoàng nghe. Đảm bảo không có một con nào bị khờ, bị chết, rụng càng, rụng que còn không có nữa kìa. Biết rồi, ý của tôi không phải là như vậy. Ý của tôi là tôi thấy anh rất là kỹ tính. Nếu nhà hàng đó kiểm hàng chặt chẽ tới như vậy, và bản thân anh không bao giờ giao hàng không tươi sống tới cho họ. Cho dù là có xui đi, xui có mấy con chết đi, nhưng mà lần sau anh cũng có thể giao hàng tươi hơn mà, đúng không? Thôi đừng có lo. Họ nói là đợt này hàng không tươi đồng loạt khiến các món ăn làm ra kém chất lượng, làm ảnh hưởng lớn tới uy tín của nhà hàng. Nhưng bây giờ họ không cho chế biến các món ăn từ ba khía nữa kìa. Trời, sao có thể như vậy được? Tôi cũng không hiểu nữa đây nè. Tôi rất là kỹ lưỡng trong vấn đề chọn và bảo quản đàng hoàng luôn, tại sao bây giờ lại không biết thì sao luôn. Ê, tôi nhớ rồi, anh có ông bạn chí cốt làm ở nhà hàng Tên Lịch đúng không? Hay là anh hỏi thử ổng coi sao. Trời đất ơi, còn nghĩ ngợi cái gì nữa, làm liền đi. Bình thường á, hùng hùng hổ hổ đâu có sợ ai đâu, tự nhiên bây giờ như con thỏ vậy. Vậy tôi gọi. Alo, Lịch hả? Ừ, tao Ba Khía nè. Tao có chuyện này tao muốn hỏi mày. Sao tự nhiên số Ba Khía của tao... Cái chuyện Ba Khía hả? Tao xin lỗi mày, tao không giúp được gì đâu. Tao đang bận cái gì, nói chuyện mày sao hả? Thôi, anh đừng có lo lắng quá. Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi biết rồi, cô lo chuyện của cô đi. Suy nghĩ gì vậy trời? Lên, 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 bên này nè. Mày uống gì? Thôi khỏi, tao có chuyện gấp phải đi. Mày có gì thì nói lẹ đi. Tao cũng có ngày mày phải cúi đầu gian xin tao giúp đỡ tụi Ba Khía, đâu phải lúc nào cũng hơn tao được. Tao nghĩ là Ba Khía của tao không thể nào không tươi được, tại vì tao đã nghiên cứu rất kỹ và cẩn thận, kể cả việc bảo quản và vận chuyển, ngay cả cái càng còn không đụng được thì làm sao mà không tươi. Thực sự là khi biết chuyện Ba Khía của mày là do nhân viên người ta báo cáo lại với tao, khi mà thực khách người ta ăn, người ta thấy không đạt chất lượng, người ta thấy khó chịu, rồi người ta nghĩ xấu về nhà hàng. Thực sự là cái sự việc này nó rất là nghiêm trọng, cho nên là tổ trưởng Nam với lại bếp trưởng đã báo cáo với lại bà Ngọc giám đốc. Tao thực sự là tao muốn giúp mày lắm Ba Khía, nhưng mà tao không thể nào giúp mày được. Tao cũng hiểu, tất cả mọi chuyện là do bà Ngọc quyết định hết, mày có muốn thay đổi cũng đâu có được. Bây giờ chuyện nó như vậy á, mày tính sao? Tao nhất định phải tìm ra nguyên nhân của vụ này thì tao mới cam tâm. Trời, mày tìm ra được nguyên nhân thì sao? Bây giờ trong mắt của thực khách đã có thành kiến với món Ba Khía của mày rồi, người ta cảm thấy là nhà hàng đó không đảm bảo chất lượng. Mày làm được gì đâu? Chuyện đưa món ăn Ba Khía ra thị trường, nhất định tao phải theo tới cùng. Tao tin mọi chuyện đều có hướng giải quyết thôi. Khẩu khí lắm. Để rồi coi lần này ai giúp được mày nữa. Mày mạnh mẽ được bao lâu? Nè Ba Khía. Bác, con đi đâu mà gấp dữ vậy? Dạ, con có việc, có gì con nói chuyện với bác sau nha. Anh này nè nè, có chuyện gì vậy? Dạ, bác thấy bà giám đốc vô chưa vậy? Vô rồi, bà đang ở trọng á. Dạ, con cảm ơn bác. Nè 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 nè, bác tìm bà có chuyện gì vậy hả? Ba Khía, không biết có chuyện gì không mà sao thấy nó
Sao lo bồn chồn trong bụng vậy ta? Cầu trời cầu Phật cho đừng có chuyện gì xảy ra với nó, cho mọi chuyện qua hết đi. Thằng này nó khổ lắm rồi. Mọi chuyện đã rành rành ra đó, cậu còn muốn nói gì nữa? Xin bác hãy tin con, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Bác hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện để chứng minh cho bác thấy là con không phải là người ăn gian nói dối. Hàng của cậu mang vào, nếu cậu không gian dối thì là ai nữa? Hay ý cậu là nhà hàng của tôi gian dối? Dạ không, con không có ý đó. Con chỉ muốn xin bác là cho con một cơ hội để làm rõ. Có thể có một sự hiểu lầm nào đó, chứ lượng ba khí của con hoàn toàn rất tươi sống. Bác cũng đã thấy qua việc lựa chọn và bảo quản số ba khí trước đó của con như thế nào rồi phải không? Đúng rồi, cắn xé vào đi. Không ngờ lại được tận mắt thấy cái cảnh này. Ba khí mày đừng có trách tao, là do mày đã khiến tao phải như vậy. Tôi chỉ cần biết hiện tại số ba khí cậu đưa vào rất kém chất lượng, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà hàng chúng tôi. Vì vậy tôi rất tiếc là nhà hàng của chúng tôi sẽ không nhận ba khía từ cậu nữa. Chuyện lần này con sẽ điều tra rõ và có lời giải thích thỏa đáng với bác. Nhưng mà bác có thể cho con nhập số ba khía mới đảm bảo tươi sống để tiếp tục cung cấp các món ăn cho thực khách được không? Ba khía, bộ ông không hiểu hả? Cái vấn đề ở đây là cái nguồn hàng ba khía của ông đã làm ảnh hưởng tới ý kiến của thực khách. Người ta cảm thấy món ăn ở nhà hàng của mình nó không đảm bảo chất lượng, họ không có nhu cầu muốn thưởng thức cái món ba khía nữa. Nếu như cậu chưa hiểu thì tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Chúng tôi muốn chấm dứt việc đưa các món ăn từ ba khía vào thực đơn như thỏa thuận ban đầu, vì cậu đã làm sai quy tắc. Giám đốc à, tôi rất tiếc, mời cậu về cho. Dì không nhận nhưng mà tôi nhận. Tôi sẽ nhận mặt hàng ba khí do anh này cung cấp. Cô Trinh à, đây là chuyện lớn, cô không thể nào tự quyết định vấn đề như vậy được. Đúng, con chưa biết chuyện gì nên dì nghĩ là con không nên can thiệp vào chuyện này. Ai nói tôi quyết định đại? Ai nói tôi không hiểu chuyện? Điều tôi biết là đủ để đánh giá được tình hình như thế nào. Tôi sẽ là người tiếp quản việc quản lý cái nhà hàng này của ba tôi. Vì vậy tôi hoàn toàn được phép quyết định việc này. Nhưng là sao? Ý bà nói là tôi không được phép hả? Bà không tán thành hay là bà không tuân thủ đúng nguyên tắc? Dì biết con luôn muốn đối đầu với dì, nhưng chuyện này liên quan tới danh tiếng của nhà hàng chúng ta. Con chưa biết gì về con người của anh ta, sao có thể đứng ra bênh vực anh ta tới như vậy chứ? Con người cần nhất là nhân cách và đạo đức. Những gì mà tôi biết về anh ấy thì đủ để đánh giá về điều đó. Tôi tin anh ấy không làm những điều mà mọi người đang nói. Cô Trinh à, tôi có ý kiến. Thực sự ra trong câu chuyện này, cái người quyết định ngay từ ban đầu chính là ông Hùng. Cho nên vấn đề này mình nên để cho ông Hùng là người quyết định cuối cùng một lần nữa. Được, tôi sẽ chờ ông ấy về, rồi mọi chuyện sẽ do ông ấy định đoạt. Anh gì ơi, anh à. Tôi cảm ơn anh nha, vì lần trước anh giúp tôi. Nếu không có anh chắc tôi cũng xong rồi. Không có gì đâu, chuyện cần làm thì phải làm thôi. Với lại tôi cũng cảm ơn cô đã lên tiếng nói giúp tôi nha. Có gì đâu, đó cũng là chuyện nên làm. Tại vì anh giúp tôi mà, anh là ân nhân của tôi đó. Trời ơi, chuyện đó lúc đó ai gặp phải chuyện vậy cũng ra tay giống như tôi thôi. Cô đừng nói ân nhân chi, tôi nghe lớn lao quá. Tôi thì chỉ nói là sự thật thôi, tại vì tôi thấy anh là người hiền lành, thật thà và chất phác nữa. À, tôi xin lỗi nha, bữa gấp quá tôi quên hỏi anh tên gì rồi. À, tôi tên Ba Khía.
Còn tôi là Trinh, con gái của giám đốc Hùng. Dạ. Rất hân hạnh được biết anh. Dạ, chào cô Trinh. Ủa, anh tên Ba Khí luôn hả? Ừ. Hèn gì từ nãy giờ tôi nghe cái gì mà Ba Khí kém chất lượng, Ba Khí không tươi. Nhưng mà tôi thấy chất lượng mà. Chết, cô nhắc Ba Khí tôi mới nhớ. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn cô nhiều nha. Có gì gặp lại sau nha. Gặp anh sau nha. Bác, hả? Bây giờ con chưa thể nói chuyện với bác. Con có việc phải đi trước nha. Có gì nói chuyện với bác sau nha. Chú. Dạ, cô chủ. Chú cho con hỏi là bộ chú quen với anh Ba Khí hả? Dạ, đúng rồi cô chủ. Tôi quen lắm, tôi quen thân với nó luôn đó. Cái thằng Ba Khí nó hiền lành chất phác như vậy, ai mà không thương nó cho được. Vậy mà... Mà sao chú? Thằng đó nó chăm chỉ cầu tiến dữ lắm. Vậy mà nó gặp hết chuyện này tới chuyện kia đó cô chủ. Không biết lần này là có chuyện gì nữa mà tôi thấy nó tất bật lo lắng quá. Tôi cầu trời khẩn Phật cho một chuyện suôn sẻ đến với nó, tội nghiệp cho thằng nhỏ. Con biết rồi chú, cảm ơn chú. Chào chú. Lúc nãy chú đã nói gì với cô chủ à? Cô chủ hỏi tôi về chuyện của Ba Khía, cho nên tôi trả lời cô chủ thôi, chứ có nói gì đâu. Rồi chú nói cái gì? Thì cô chủ hỏi tôi là có quen với Ba Khía hả? Thì tôi trả lời là tôi có quen. Ông liệu hồn nha, đừng có nói bậy nữa bà. Không được lôi kéo cô chủ nghe chưa? Nếu không thì đừng trách tôi. Tôi nói sự thật thôi chứ nói tầm bậy cái gì. Cậu mới là người nói bậy đó. Nó quan tâm tới Ba Khía đến như vậy luôn sao? Có vẻ như là nó có ấn tượng rất tốt với Ba Khía. Tại sao hai cha con nhà đó ai ai cũng binh vực cho Ba Khía hết vậy? Còn Trinh, nó là đứa khó chịu, mà bây giờ nó cũng bao che binh vực cho Ba Khía nữa. Thằng Ba Khí nó làm sao mà hay vậy? Má ơi, không có hay ho gì đâu. Chẳng qua là Ba Khí nó có sự tính toán của nó. Tính toán? Đúng rồi. Má nghĩ đi, Trinh là con gái rượu của ông Hùng. Trước sau gì thì toàn bộ cái tài sản này cũng đều thuộc về Trinh. Thằng Ba Khí biết được điều đó nên nó mới tìm cách nó tiếp cận. Có chuyện vậy sao? Dạ. Nhưng má cứ yên tâm đi, con sẽ tìm cách ngăn cản Ba Khí và Trinh. Đúng là cốc mò được ăn thịt thiên nga. Mày đúng là vật cản đường chặn bước tiến của tao mà. Tao đã nhân nhượng và nể tình với mày quá, nhưng mà lần này nhất định tao sẽ tìm mọi cách loại bỏ mày, Ba Khí à. Có lẽ là con Trinh nó muốn chống đối má. Nó chưa bao giờ chịu ngưng đương đầu với má hết á, cho nên nó muốn giúp thằng Ba Khía như một cách công khai chống đối lại má. Chứ má nghĩ hai đứa nó cũng đâu có quen biết gì nhau đâu. Nhưng mà thôi, má chỉ mong muốn mọi chuyện mau kết thúc. Chuyện với con Trinh á làm má đủ mệt rồi, giờ lại thêm thằng Ba Khía nữa. Thôi, con tự giải quyết đi. Má không muốn thấy nó lãng vảng trong nhà hàng này nữa đâu. Mai mốt á, mất công tụi nó kết bè kết phái nữa đó. Dạ rồi, con biết rồi. Cứ để con xử lý. Ừ. Thôi con xin phép con ra ngoài con làm việc. Ừ. Nè, ông không vui hả? Chuyện giải quyết sao rồi? Chưa đâu vô đâu hết. Vậy sáng giờ vô đã nói cái gì? Ủa, cũng phải có hướng giải quyết chứ. Thì bà Ngọc bà cương quyết ngưng nguồn hàng. Nhưng cô Trinh con giám đốc á thì lại muốn nhận hàng. Hai bên đôi co qua lại, rốt cuộc bây giờ phải chờ ông Hùng đi công tác về mới giải quyết được. Anh nói là đôi co qua lại là anh với bên nhà hàng hả? Vậy mà cũng không hiểu nữa.
thì bà Ngọc với cô Trinh con của ông giám đốc đó, người muốn ngừng lấy hàng, người muốn nhận hàng tiếp, nên đôi co qua lại chứ sao, hiểu chưa? Đôi co qua lại à? Là vợ với con gái riêng của ổng gây lộn nhau hả? Vụ này căng à? Thì căng tôi mới lo nè, chờ ổng về rồi không biết ông giải quyết sao nữa. Giữa vợ và con gái riêng vậy thì anh thấy ông Hùng thương ai hơn? Cô rảnh quá, tự nhiên khi không hỏi chuyện riêng nhà của người ta thì sao tôi biết? Tôi hỏi là có lý do riêng của tôi. Nếu như ổng thương con gái riêng hơn á thì ổng sẽ nghiêng về con gái. Vậy thì tôi nghĩ chuyện của ông đã được giải quyết dễ dàng hơn rồi đúng không? Nè, ở không làm gì, phụ tôi dọn dẹp đi, đứng dậy. Anh Ba Khía. Ủa? Cô tính chở tôi đi đâu vậy? Đi chơi. Tôi với cô đâu phải bạn bè thân thiết đâu mà cô dám rủ tôi đi chung, cô không sợ hả? Không là bạn thì đi chơi mới là bạn, không thân thiết thì chơi chung mới thân thiết. Thôi thôi, cô cho tôi xuống đi. Tôi tưởng cô kêu tôi đi đâu chứ, đi chơi tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi không sợ, tại sao anh lại sợ? Nếu như anh muốn cung cấp hàng cho nhà hàng của tôi thì anh nên kết thân với tôi đi là vừa. Ba tôi thương tôi lắm đó. Nếu vậy cô càng phải cho tôi xuống xe gấp. Tôi muốn vươn lên bằng chính thực lực khả năng của mình, chứ không muốn dựa dẫm vào mối quan hệ. Hay lắm. Nhưng khả năng và nghị lực thì cũng chưa đủ để thành công, phải dựa vào thời thế nữa. Thời thế tạo anh hùng. Ở Việt Nam mà không nghe câu đó hả? Anh hãy giới thiệu cho tôi biết đi. Giới thiệu gì? Hôm bữa tôi đã nói tên tôi rồi. Ba Khía chứ không phải là Ba Càng đâu nha. Với lại cô cũng biết vấn đề tôi đang gặp phải là gì rồi mà. Ý tôi là tôi muốn biết thêm nhiều điều về anh. Chẳng hạn như là gia đình anh bao nhiêu người, quê anh ở đâu, rồi nguồn gốc gia đình anh như thế nào, ba má anh làm công việc gì, tại sao mà anh lại muốn đưa món Ba Khía vào thực đơn của nhà hàng, hay là gì nó trùng tên với anh nên anh thích. Cô hỏi gì nhiều vậy? Vậy tôi có cần phải trả lời hết không? Tất nhiên là cần rồi, trả lời đi. Hỏi nhiều như là hỏi cung quá vậy. Đó không phải là hỏi cung, mà vì tôi cũng đang muốn điều tra lý lịch của anh. Việc này rất là quan trọng đối với tôi. Tương lai tôi là chủ của cái nhà hàng và cũng là đối tác làm ăn của anh. Vậy nên tôi phải cần biết gốc gác, quê quán của anh như thế nào, nguồn gốc của anh ra sao thì tôi mới yên tâm hợp tác với anh được chứ. Chuyện của thằng Ba Khía anh đã nghe báo cáo rồi đó, giờ anh tính sao? Chuyện đó thì để anh xem xét rồi anh điều tra kỹ lưỡng đã. Dù sao thì mình cũng không nên nghe từ một phía, nhất là từ các nhân viên khác báo lại. Chuyện đó bây giờ không đơn giản là chuyện mình có còn tiếp tục với Ba Khía nữa hay không, mà chuyện ở đây là chuyện tình cảm, mà chuyện này nó còn dính tới con Trinh nữa. Nó chỉ vì công việc thôi. Nếu mà cái chuyện này bất lợi cho nhà hàng á, thì anh nghĩ là nó cũng dễ dàng đồng ý thôi. Còn nếu mà mọi chuyện khả quan hơn, có thể mình duy trì món Ba Khía, vậy thì tốt chứ sao? Ý em á, không phải là chuyện làm ăn hay không, mà là chuyện tình cảm. Ý em sao? Lâu nay tình cảm của em đối với con Trinh như thế nào anh cũng biết rõ rồi đó. Em luôn luôn coi con Trinh như con ruột. Nhưng mà bây giờ em sợ con Trinh nó nhẹ dạ, nó cả tin, nó đi tin vào một cái thằng không xứng đáng, không ra gì. Con gái mình á, dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, cũng gia đình bề thế. Còn cái thằng Ba Khía, anh thấy nó khố rách áo ôm, nó không hiểu chuyện, nó còn học đòi trèo cao, nó không biết tự lượng sức mình. Rồi còn chuyện gian dối nữa, nó làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà hàng đó. Nó tiếp cận con Trinh á, chẳng qua chỉ vì tài sản của gia đình mình thôi. Em nghĩ là anh nên khuyên con Trinh là tránh tiếp xúc nhiều với thằng Ba Khía đó đi.
chuyện hôm nay thì... bà còn quản lý chuyện riêng của tôi nữa hả? Trinh, vì chỉ muốn tốt cho con thôi. Tại cái thằng Ba Khía đó, tôi không cần. Chuyện anh Ba Khía thì tự tôi tìm hiểu được. Tôi yêu ai, thích ai, đó là quyền của tôi. Tôi không cần bà phải giảng dạy. Trinh, con không được hỗn. Con không có hỗn, vì đó là chuyện riêng của con. Con không giống ba, cái gì cũng nghe theo lời bà ta hết. Trinh, con xin lỗi ba, nhưng con không muốn chuyện tình cảm riêng tư của con bị bất kỳ ai kiểm soát hết, nhất là bà ta. Tại sao nó lại có người nâng đỡ nó như vậy? Nếu như lần này nó vẫn tiếp tục làm việc với nhà hàng, không bị đuổi đi, thì nó sẽ có cơ hội gặp bà Ngọc thường xuyên hơn. Lỡ như một ngày nào đó nói với bà Ngọc nhận ra nhau là má con, lúc đó mình sao ta? Không bao giờ xảy ra chuyện này, không bao giờ xảy ra chuyện này. Tại sao lúc nào nó cũng được tất cả mọi thứ mà còn mình thì không bao giờ được? Hả? Bây giờ chuyện thằng Ba Khía với má nó kể cho mình nghe, mình đều biết hết. Mình đều biết hết. Còn bà Ngọc, bà Ngọc thì chưa biết gì. Nếu như bây giờ mình để cho bà Ngọc tìm được con, thì mình sẽ không bao giờ lo sợ cái chuyện mà họ nhận ra nhau. Và đứa con đó chính là mình. Ok, được, tốt, tốt. Cuối cùng cái gì của mình cũng vẫn là của mình. Và tao sẽ là con của bà Ngọc. Dạ, hết tiền rồi. Cho già làm quay. Mày đi suốt cả ngày ở ngoài đường ha, về nhà là đòi tiền là sao hả? Mày biết là mày lớn rồi không? Mày suy nghĩ giùm tao một chút đi. Mày gặp ba mày không nói câu nào khác mà câu tiền hả? Nãy giờ tôi xin đàng hoàng nha, không có tiền bạc gì đây hết á. Mày giỏi mày ra đường đi, mày đi làm đi, tự kiếm tiền mà xài. Đừng có ở đó mà tối ngày xe tay xin tiền hoài. Mà cho dù tao có, tao cũng không đưa cho mày đâu. Ông chỉ có một mình tôi là con thôi. Ông á không lo cho tôi, ông lo cho thằng nào? Định chết mang theo không vậy? Tao đã tới từng tuổi này rồi ha. Mày nghĩ đi, tao còn bao nhiêu năm nữa mà tao làm để tao lo cho mày hả? Sao mày không chịu nhìn bạn bè đồng trang lứa của mày đó? Tụi nó tự đi làm, tụi nó tự kiếm sống đó hả? Bộ mày không biết xấu hổ hay sao con hả? Đủ rồi nha, ông đừng có nói nhiều nữa. Nãy giờ ông đừng có thấy tôi im rồi làm tới nha. Giờ có cho không? Tao nói không. Ba cái đồ điện này sửa được vài đồng, bán đi kiếm tiền. Ông nghèo mà, sửa được cái nào cho người ta hết à? Nghèo mà bị đặt rộng rãi. Giờ có cho không? Tao nói không là không. Không cho hả? Mày làm gì vậy? Ra đây! Tiền của tao còn không lấy. Ra đây tao! Ra đây! Mày đưa đi! Buông ra coi. Mày... Thằng quay, từ ba, từ từ ba. Tôi có điện thoại nha. Mày trả tiền ra cho tao. Rồi rồi, ra liền, ra liền. Tôi có việc đi cho ba.
mất dạy. Ông Trung, bây giờ tôi cần ông giúp cho tôi một chuyện. Sau khi làm xong á, ông sẽ nhận được một số tiền rất là hậu hĩnh. Ok ok, đang ra nè, đang ra nè. Bây giờ tôi ngồi quán cà phê đầu hẻm đợi ông nha. Ok ok, ra liền nha. Ok. Rồi rồi, vậy nha. Sợi giấy chuyền mặt cẩm thạch có khắc chữ Ngọc. Ừ, đúng rồi, ông vẫn còn nhớ đúng không? Tại sao tôi phải tìm sợi dây chuyền đó đưa cho ông chứ? Ông chỉ cần biết khi nào ông tìm lại được món đồ đó cho tôi thì số tiền này sẽ thuộc về ông. Bao nhiêu đây á? Chuyện khó như lên trời. Ông nghĩ tôi là ai vậy? Sao ông khờ quá? Đây chỉ là một nửa mà thôi. Khi nào ông tìm được sợi dây chuyền á, à không phải, tìm được cái mặt cẩm thạch có khắc chữ Ngọc, thì lúc đó tôi sẽ đưa cho ông 40 triệu. 40 triệu? Nói thiệt cái đứa chơi vậy? Dân làm ăn không bao giờ nói chơi đâu nghe. Vậy được, tôi làm. Ok, nhớ những gì ông đã hứa rồi nha. Chốt hỏi vấn đề. Nhớ gì chưa tính đó. Đi trước nha. Có tiền là có tất cả. Bà Khía, mày cứ chờ đó. Khi tao trở thành con ruột của má mày rồi thì làm sao mà mày hướng tao được. Số phận của mày sẽ thuộc về tao mãi mãi. Trinh, ăn cơm luôn đi con. Ăn cơm luôn con. Ba. Hả? Ba có biết chuyện nhà hàng mình ngưng hợp đồng cung cấp hàng của anh Ba Khí không? Rồi, dì mới báo với ba nè. Ở bên cung cấp hàng á, coi như là giao hàng cho mình không đúng theo quy định, thì cái chuyện đó mình ngưng hợp đồng là đúng rồi con. Nhưng mà ba đã tìm hiểu rõ chưa mà đã vội vàng ngưng hợp đồng với người ta? Cái chuyện đó là nhiệm vụ của cái người có trách nhiệm, đó là những người cấp cao trong nhà hàng. Chẳng lẽ con lại nghi ngờ gì con? Hả? Không lẽ con nghi ngờ những người đã bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, gắn bó bao nhiêu năm với nhà hàng, trong đó có gì con nữa? Trên đời này thiếu gì chuyện có thể dễ dàng đổi trắng thay đen. Con đã gặp trực tiếp anh Ba Khía, anh ta chắc chắn với con lô hàng này hoàn toàn tươi sống. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra cái chuyện kém chất lượng như lời quản lý đã nói. Con ít tới nhà hàng cho nên con không nắm rõ mọi việc. Có mấy ai gây ra lỗi mà dám nhận sai về mình đâu. Con đừng nghe lời bao biện của người ngoài mà gây khó dễ cho ba con. Mỗi một quyết định của ba và dì đưa ra đều suy nghĩ kỹ đến lợi ích của nhà hàng và gia đình trước tiên. Bà nói vậy chẳng khác nào là áp đặt cho tôi là dì người ngoài mà hại nhà hàng của mình chứ gì. Bà nên nhớ, đó là tài sản thừa kế của tôi. Nếu không có lý do gì chính đáng, tại sao tôi lại đạp đổ nó? Thôi đi con à, được rồi. Chuyện này á, dì chỉ muốn giải thích rõ cho con hiểu thôi, chứ không có ám chỉ gì với ai hết đó. Bà, con đã dò hỏi một số người ở nhà hàng. Họ thừa nhận anh Ba Khía. Họ nói với con anh Ba Khía là người thật thà, nhiệt tình. Và họ cũng nói với con là cái lô hàng Ba Khía đó hoàn toàn tươi sống. Con đang nghi ngờ có một số người ganh ghét rồi cố tình hãm hại anh ấy. Cái chuyện này bất công cho ảnh thì đã đành, nhưng mà cái chuyện này còn ảnh hưởng trực tiếp tới nhà hàng, làm cho nhà hàng mất khách. Ba cũng biết mặt hàng Ba Khía là khách mình rất thích. Thôi được rồi, ba sẽ tìm hiểu kỹ càng một lần nữa. Nếu quả thật lô hàng vừa qua mà đúng chất lượng, ba sẽ giữ lại cái hợp đồng. Còn ngược lại, con nên coi đó là bài học đầu tiên để giải quyết những sai sót. Lúc đó thì ba muốn con phải xin lỗi dì Ngọc con về những lời nói ngày hôm nay. Còn nếu như đúng như những lời con nói, ba phải hứa là sẽ kỷ luật một số người để làm gương. Ừ. Con tin vào nhận định của con.
Ba Khí luôn là đối tác tốt đối với nhà hàng của mình. Đúng, ba đồng ý. Cứ như lời con nói vậy đi. Ăn cơm đi. Ê, chuẩn bị tiền chưa? Ê, đây nè. Ê, tiền trao cháu Mút, đúng thủ tục đi. Có dầu đầu ngon, nhớ gọi nha. Tôi đi à. Thôi vô gặp ông già, ông lão bầu lắm. Để à. Số phận của thằng Bạc Khía là đây. Nó sẽ thuộc về tao, thuộc về tao mãi mãi. Trên đời này đúng là hay không bằng hên. Cái thứ mà người khác phải đỏ mắt tìm kiếm thì bây giờ lại nằm trong tay của mình. Từ con nuôi sẽ trở thành con ruột. Tương lai của thằng Thanh Lịch này là phải được sống trong giàu sang sung sướng. Bà Khía, tất cả là do ý trời, đừng trách tao nha. Xin lỗi mày à. Đi hẹn với chàng trai đó hả? Bữa nay tôi định nói rõ ràng chuyện tình cảm với ảnh nè. Bà Khía, tôi mặc vậy được không? Hình như không hợp với tính cách của cô cho lắm. Với lại trang điểm bị đậm quá, nhìn cô hơi bị già đó. Thiệt hả? Ừ. Ờ, vậy hả? Vậy thôi, tôi đi trang điểm lại. Ê, vậy được chưa? Thôi, khỏi nói, tôi nhìn mặt anh là tôi biết rồi. Chúc may mắn. Má. À, con đi chơi với thằng Tâm đó hả? Dạ. Trời đất ơi, lập ơn vô thay đồ giùm tôi cái coi. Con mặc cái đồ gì mà kính bưng vậy? Không có gợi cảm, không có gì hết trơn vậy. Còn cái son, trời ơi, cái môi, cái mặt gì mà tái nhợt vậy? Thoa son đỏ lên cho đậm đà, cho đẹp coi. Không, anh Bà Kia nó con mặc vậy đẹp rồi. Trời ơi, bộ xấu lắm hả? Xấu thì không có xấu, nhưng mà hết người con hỏi thì sao con hỏi thằng Bá Khía? Nó nhà quê muốn chết à. Tôi là má, tôi là phụ nữ, tôi có mắt thẩm mỹ. Cái nào tôi biết đẹp là tôi cho con gái tôi mặc, hiểu chưa? Vô thay giùm tôi đi. Không, con mặc vậy à. Thôi con đi nha. Trời ơi, con này không biết phải con tôi không nữa. Nó nghe người ngoài, nó nghe má nói gì hết à. Con thử lần này con nghe lời Bá Khía. Nếu như mà không có được á, thì lần sau con sẽ nghe lời má. Ok. Trời đất ơi. Con đi nha. Trời ơi, đi gặp bạn trai mặc đồ kính mít vậy hả? Không có sexy gợi cảm gì hết à. Bực ghê luôn. Cũng tại thằng Khía này chứ không ai hết á. Không quá ha. Cái chỗ này là cân cua, cân ốc. Tự nhiên đem này lấy cân làm gì? Không quá hà. Thử cái cân có bị gì không? Sao quậu đeo vậy? Con Mai nó mét gì về tôi đúng không? Tôi đang bực mình con gái ông đó. Tôi hỏi ông, tôi là má nó. Mà tôi nói nó không nghe, nó lại nghe lời thằng nhà quê à. Bực không? Hả? Mà chuyện gì? Chuyện gì? Hồi nãy ông thấy nó đi chơi á, nó ăn mặc á, ông thấy sao? Đẹp không? Được, tôi thấy nó đẹp. Đẹp cái gì mà không có sexy? Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Trời ơi, con cái đứa nó ra đường, nó ăn mặc kín đáo vậy là tốt rồi. Sexy rồi hở hang ra rồi lỡ có chuyện gì rồi sao? Tôi mệt lắm quá à. Sao ông quê mùa quá à? Đi chơi với bạn trai á, mình phải sexy gợi cả một chút mình mới dụ được đàn ông. Ông thấy hồi xưa tôi đi chơi với ông không? Tôi phải nói sao cho đậm nè. Tôi phải mặc đồ sexy hơn một chút xíu. Bà đó, bà bây giờ nghe. Bà ra đường á, bà ăn mặc hở hang đi ha. Gặp cái thằng nào mà nó
Sao? Nó bệnh hoạn, nó lôi bà vô bụi lùm đó ha. Đánh nó. Bởi nói chuyện với ông, nói chuyện toàn là tiêu cực, mệt ghê luôn vậy đó. Không phải là tiêu cực, nhưng mà tôi nói cho bà biết nè ha. Con gái của mình á, bây giờ thà là nó cẩn thận vẫn hơn, thấy không? Trời ơi, lỡ con mình ra ngoài có chuyện gì bị người ta dụ dỗ sao? Trời ơi, ông vợ cái bà không ai coi, nó giống hệt má đó à. Dân ở chợ bán từ nhỏ mà, mình không dụ người ta thôi chứ ai dụ được mình. Nè, ông bà ta nói dỗ quýt gì, luôn có móng ta nhọn bà ơi. Trời ơi. Thôi tôi làm việc nè, mấy đứa ra đây, ra đây nè, ra đây, ra đây. Nè, phụ khiến cái này đem giao cho ta kìa. Dạ. Lẹ là lên chút đi. Rồi, cẩn thận nghe. Hồi sáng giờ giao hàng hết chưa? Nè, nè. Gì? Nè. Thấy chưa? Gì thấy? Thấy nó không? Tôi có nó dỗi dài, nó siêng năng, đỡ tội nghiệp không? Thấy chưa? Tôi nói mai mốt mà ai mà lấy nó làm chồng á là có phước lắm nghe chưa? Ai ham thì ham nó trước đi ha. Tôi không mong nó trúng vô cái nhà này nha. Tôi không mong nó làm rễ tôi đâu. Nói thiệt, tôi nói chuyện tôi không hợp với bà gì hết á. Nè, cái thằng đàng hoàng chị á mà không chịu, mới mốt nha mà trúng cái thằng rễ mà nó tào lao đó ha. Nó tầm bậy tầm bạ, nó về nó giật cho bà chịu đó nghe. Nè, ở đó bà rủa cho nhiều đi ha. Nếu mà nó lọt vô cái nhà này nó làm rễ của tôi đó ha, thì nó cũng là rễ của ông, bởi vì ông là cha của con Mai. Ừ, để tôi mất trù đi. Ừ, tôi trù. Ở đời mà biết đâu được, ghét của nào trừ sau của đó. Nói cho cố đi. Trời ơi, trù rủa cho nhiều á. Sao trong nhà này tôi bực bội, không ai theo phe tôi hết, chả có một chuột. Má không ngờ là con có tài nấu nướng tới như vậy đó. Bữa nay má ăn cơm ngon quá trời. Dạ. Luôn. Dạ có gì đâu má. Chẳng qua là con thấy má dạo này má cứ buồn buồn hoài à. Rồi mặt của má thì hốc hác, cho nên con nấu đồ, con tẩm bổ cho má. Ủa má, chứ ở nhà Trinh không có bao giờ nấu ăn cho má hả? Con Trinh á, có bao giờ nó coi má là má của nó đâu. Tại nó nghĩ má là má ghẻ, cho nên nó không có thân thiện gì với má hết á. Nhiều khi má muốn ăn với nó một bữa cơm bình thường mà còn khó nữa đó con. Ồ. À, nếu vậy á, má cứ tới đây ăn chung với con đi, con sẽ nấu ăn cho má mỗi ngày. Thôi, con đi làm ở nhà hàng đã cực thấy mồ rồi, rồi về còn lo nấu nướng cho má nữa. Má thấy con lo lắng quan tâm cho má như vậy là má vui lắm rồi. À, có chuyện này má quên chưa nói với con. Chuyện gì vậy má? Là hợp đồng cung cấp của thằng Ba Khía đó, là ba con đã thông qua rồi đó, là nó sẽ cung cấp Ba Khía tiếp tục cho nhà hàng đó. Ủa nhưng mà tại sao vậy má? Thì vừa rồi con Trinh nó yêu cầu ba nó điều tra lại, thì kết quả là không phải lỗi bên nhà cung cấp. Má cũng hết cách. Nếu mà như vậy á, thì thằng Ba Khía nó sẽ lên mặt cho tất cả mọi người, tại vì sau lưng nó đã có em Trinh. Con yên tâm, má không tin là mình không đối phó được với cái thằng nhãi ranh như nó. Phải. Đúng rồi, đây là lúc tốt nhất để lộ sự dây chuyền. Thôi, bỏ qua chuyện thằng Ba Khía đi má. Má, má con hỏi thiệt nghe, sao con thấy dạo này má buồn cái chuyện gì đó có đúng không? Con thật sự là con đang rất lo cho má. Thì cũng chuyện của con Trinh thôi. Lúc nào á, nó cũng cứ nghĩ cách để chống đối với má hết. Mà má thì không muốn ba con buồn, cho nên cứ phải nhẫn nhịn nó, làm má thấy khó chịu quá. Từ từ rồi chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Dạ thôi, để con lấy trái cây cho má ăn ha. Má. Ăn trái cây đi má. Dạ đây. Dạ đây. Dạ mời má. Con trai mà cắt trái cây cũng khéo nữa nè. Dạ. Gọt vỏ sạch sẽ, lấy hộp đàng hoàng, còn chu đáo ghê á. Xoài của mua chỗ này cũng ngon lắm á má. Gì vậy má? Con lấy sợi dây chuyền ra cho má coi. Dạ. Dạ nè má.
để anh đeo cho em nha. Ngọc với em lắm đó. Sợ dây chuyền đẹp quá, sau này có con á em sẽ cho nó đeo. Ừ. Sợi dây này, tại sao con có nó? À, sợi dây chuyền này là kỷ vật của má ruột con để lại á. Sao vậy má? Vậy tía của con tên gì? Tía con thứ hai, nên nhiều người gọi là ông Hai Cộng. Vậy tía con có bao giờ kể về má ruột của con cho con nghe không? À, thì tía cũng mới cho con biết gần đây thôi. Đó, tía đưa cho con sợi dây chuyền này nè, rồi biểu con đi tìm má ruột của con. Rồi con có tìm được má của con chưa? Dạ chưa. Lúc mà con chuẩn bị tìm thì con bị giật mất cái túi sách. Con mất hết địa chỉ ở trong đó nên con không biết là má ruột của con ở đâu. Nhưng mà hên đó là con còn giữ lại được cái sợi dây chuyền này. Con cũng mong là ông trời ông thương con, cho má con được đoàn tụ với nhau. Má, má sao vậy? Thật sự là cái chuyện này con cũng không biết phải tâm sự với ai. Con là con muốn lên đây để con được một lần nhìn thấy được má ruột của con như thế nào, chứ con không bao giờ dám làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của má ruột con. Hồi nhỏ con cứ ước là sau này lớn lên sẽ tìm được má ruột của con, mà ai ngờ đâu điều đó đã trở thành sự thật. Nhưng mà chỉ có điều là con không biết má ruột của con ra sao, nên bây giờ con muốn nhớ cũng không dám nhớ nữa má. Giờ con xin lỗi má. Má đang buồn chuyện của Trinh, rồi tự nhiên con lại đi tâm sự chuyện của con như vậy. Giờ con xin lỗi má. Không, thật sự là má muốn nghe. Con cứ nói về má ruột của con cho má nghe đi. Con nói đi. Má ruột của con đã bỏ con đi từ nhỏ rồi, nên con thật sự là con không biết một cái chuyện gì để mà con chia sẻ với lại má. Chưa có, thì từ từ rồi sẽ có. Dạ, tại sao má lại nói như vậy? Chắc chắn rồi sẽ có nhiều chuyện để kể. Bởi vì dạ. Bởi vì dạ, vì sao má? Bởi vì má chính là người đã bỏ rơi con năm đó. Dạ, ý của má là Linh à, con chính là con trai của má. Dạ cô cho con hỏi, anh Hai Cộng ở đây á, anh đi đâu rồi cô? Anh Hai Cộng này hả? Cha con anh đã dọn đi khoảng một tuần lễ nay rồi. Cô biết đi đâu không cô? Cái đó là cô không biết. Dạ con cảm ơn cô. Không có gì. Anh Hai anh dọn đi nơi khác rồi, con mình cũng đi theo. Bây giờ mình biết tìm con ở đâu đây.
biết tìm con ở đâu đây. Mà nhớ con quá. Con ơi, con má đây. Sau này má sẽ bù đắp tất cả thiệt thòi trước đây của con. Má hứa là má sẽ làm mà. Má hứa. Nhưng mà má, không được đâu. Con không muốn là vì con rồi má với lại Dượng bất hòa với nhau. Thật sự là bây giờ con chỉ mong muốn là được nhìn thấy má từ xa. Như vậy là con đã mãn nguyện lắm rồi. Con không muốn má phải vì con mà phải có thêm những chuyện buồn nữa. Má đừng như vậy mà má. Không, con đừng nói như vậy. Má sẽ tìm cách để nói cho Dượng con nghe sự thật về con. Má sẽ nói, nhất định má sẽ nói. Đừng, đừng mà má, đừng, đừng. Nếu như bây giờ má nói là má sẽ làm cho Dượng bị sốc. Dạ. Hay là bây giờ như vậy, má cứ đợi tới thời điểm thích hợp rồi má hãy nói, được không má? Nhưng mà như vậy thì bất công với con quá. Má đã để con thiệt thòi từ nhỏ tới bây giờ rồi Linh à. Má, không sao đâu má. Bây giờ được nhận lại má, được ở bên cạnh má là con đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng chuyện khác không cần phải gấp gáp đâu má. Và lại con cũng muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, để mà sau này mọi chuyện của vợ lỡ ra thì má cũng không xấu hổ gì con. Cảm ơn con. Con đã không giận má mà còn lo nghĩ cho má nữa. Con trai ngoan của má, má cảm ơn con. Con mong con má còn không hết, sao con lại đi giận má được chứ. Má đừng có như vậy nữa nha. Bây giờ ở nhà hàng á, má con của mình cứ cư xử với nhau giống như trước đây. Con không muốn là tất cả mọi người họ sẽ nhìn rồi thấy nghi ngờ mối quan hệ giữa hai má con mình, mà nhất là Dượng với Trinh. Có được không má? Cảm ơn má nhiều lắm. Con cảm ơn má. Alo, tôi nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Tôi có việc cần gặp anh gấp. Tôi đang trên đường đi giao hàng. Mà cũng gần xong rồi. Mà có chuyện gì gấp lắm hả? Nói qua điện thoại không được hả? Anh không tới là sẽ hối hận đó. Tôi nhắn tin địa chỉ qua cho anh. Vậy nha, bye. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy trời? Được dạ, rồi. Dạ, của chị đi. Chị cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh chị. Hôm nay uống cà phê đá hả? Dạ. Hôm nay em có một chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe nè. Chuyện anh nói với em lần trước á, em nghĩ là em nên nói thẳng để cho anh đừng hiểu lầm thì sẽ tốt hơn. Em nghĩ tụi mình nên làm bạn, vậy sẽ hợp hơn. Có phải em đã có người khác không? Không phải là vậy. Em chưa có ai hết. Nhưng em với anh thì không có cảm giác tình yêu, chỉ là bạn bè thôi. Em cũng không muốn anh mất thời gian vì em nữa. Anh đợi được mà. Chỉ cần ngày nào em chưa có người yêu thì anh vẫn còn hy vọng. Anh Tâm, quanh anh có rất nhiều cô gái thích anh. Anh đâu cần phải vì em mà phí thời gian như vậy. Con tim nó có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể điều khiển được.
anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Miễn sao em đừng trách bắt anh là được. Anh làm vậy em thấy ngại và có lỗi với anh quá. Em đừng nghĩ gì hết, cứ bình thường như trước là được. Chúng ta vẫn là bạn bè của nhau, có được không em? Anh ta cứ như vậy mình thấy khó xử quá. Em đồng ý nha. À, cũng được. Ờ, cô Trinh. Ủa, anh tới rồi. Trời ơi, sao đây gặp bạn gái mà ăn mặc gì kỳ vậy? Tại mới đi giao hàng về, cô Trinh gọi gấp quá, chưa kịp thay đồ chạy tới đây luôn. Anh làm gì vậy? Trời ơi, anh làm gì mà đứng xa tôi quá vậy? Tôi bước tới thì anh lại bước lui. Ừ, tại vì người của tôi hôi lắm. Khổ ghê vậy đó. Ủa, đi đâu vậy? Ừ, tôi đi về, tôi thay đồ, tắm rửa một cái. Cô Trinh ngồi đợi tôi nha, chút xíu tôi quay lại liền nha. Cho một phút đó, chạy kịp không? Một phút hả? Ừ. Trời, sao kịp? Ngồi xuống đây. Anh mà không ngồi ở đây á, có nghĩa là anh nói tôi hôi đó. Đâu có, tôi đâu có ý đó đâu. Rồi tôi ngồi rồi nè, cô nói gì nói đi. Tôi đâu có nghe mùi gì hôi đâu. Tôi gọi anh ra gấp á là vì tôi muốn báo cho anh một tin vui. Ba tôi đã đồng ý chấp nhận cho anh cung cấp lại hàng cho nhà hàng tôi rồi. Hả? Thiệt hả? Ừ. Vậy thì hên quá. Cảm ơn Trinh nhiều nha. Cảm ơn Xuân vậy thôi hả? Đâu có đâu, tại tôi chưa nghĩ ra thôi. Hay là cái chầu này để tôi trả tiền nha. Trời ơi, sao bèo vậy? Tôi vừa giúp anh một cái chuyện rất là lớn đó. Nếu vậy bây giờ cô muốn tôi trả ơn sao? Muốn cái gì cũng được hết á. Ờ, có phải là tôi muốn cái gì cũng được đúng không? Quên. Cái gì trong khả năng của tôi thôi. Chứ mà Trinh đòi hỏi mấy cái gì mắc quá, tôi không có đủ tiền mua đâu. À, anh đừng có giấu tôi. Để mà làm đối tác với nhà hàng của tôi, tôi nghĩ anh cũng không phải là vừa đâu. Ê, đâu có. Không phải vậy đâu. Tiền làm ăn là tôi mượn sổ hồng của tía tôi cầm ngân hàng á. Thiệt ra là tôi không có nhiều tiền đâu, tôi nói thiệt á. Cho nên cô đừng có đòi gì mắc quá, tôi không có đủ tiền mua đâu á. Sao anh thiệt tình quá vậy? Anh làm tôi mắc cười quá. Cái chuyện mà anh mượn tiền ngân hàng cũng khai ra luôn hả? Tại Trinh không có tin tôi, cho nên tôi phải nói hoạch tẹt ra, nói hết luôn. Tôi tin. Quên. Hôm nay ngày mấy vậy Trinh? Hôm nay là 29, ngày mai là 30. Khổ nữa rồi. Chuyện gì vậy? Ngày mai 30 là tới ngày đóng tiền lời ngân hàng rồi nè. Thôi được rồi, tôi không có yêu cầu anh cái gì mà phải tốn tiền đâu. Chồng này tôi trả được chưa? Phải chi cho mượn tiền đóng tiền lời ngân hàng luôn á thì hay biết mấy. Tôi nói giỡn. Dạ, cho hỏi anh dùng gì vậy? Cho anh ly cà phê đá được dạ. Rồi dạ. Tôi nói giỡn thôi nghe. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía, anh Ba Khía. Anh Ba Khía, anh Ba Khía. Gì Trinh? Anh cho tôi đi nhờ xe về nha. Sao cô không bắt xe đi? Trời ơi, giờ này khó bắt xe lắm. Tôi không có bắt được đâu. Vậy để tôi ra tôi bắt xe giùm cô nha. Nè. Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Vậy là anh phải chở tôi về đúng không? Thôi mà, nhìn cô vậy mà sao đi xe cà tàng của tôi được. Cô đừng có ghẹo tôi nữa. Tôi không có ghẹo đâu, tôi muốn anh chở tôi về thiệt đó. Cô nói thiệt hả? Ừ. Bộ cô không sợ quê hả? Có gì đâu quê.
Rồi Trinh không sợ bị giao thông bắt luôn hả? Ủa, anh chở tôi về mất mớ gì giao thông bắt? Tại vì Trinh không có nón á. Đây nè. Nón đó của tôi. À, đúng rồi ha. Ừ. Nếu vậy bây giờ mình đi mua nón. Đi mua nón mới. Rồi trong lúc tôi chở Trinh đi mua nón mới, rồi gặp công an giao thông người ta bắt thì sao? Rồi tiền đâu tôi đóng phạt? Đi bộ. Chi cực vậy trời. Dắt xe đi bộ, đi mua nón. Con à, dạo này dạ. Thằng Ba Khía có liên hệ gì với con không? Dạ có. Nhưng mà con nói thẳng với nó rồi là con không thể giúp nó được. Sau cái vụ mà Ba Khía của nó khiến khách hàng bị ngộ độc đó má. Từ nhỏ tới lớn, con chỉ có một mình nó là bạn thân thôi à. Con lúc nào cũng tin tưởng nó. Vậy mà hết lần này tới lần khác, nó lúc nào cũng chơi xấu sau lưng của con. Nhưng con phát hiện ra, con cũng bỏ qua cho nó hết mà. Thiệt tình má không hiểu, vì sao hết lần này tới lần khác, con Trinh đều binh vực và nói đỡ cho nó. Nhìn thằng Ba Khía chân chất như vậy đó, mà má không ngờ nó cũng cao tay thiệt đó. Má à, có chuyện này con thật sự là con không muốn nói ra. Nhưng con thấy là càng lúc nó càng quá đáng, nên con không thể nhịn được nữa. Bộ nó từng nói với con chuyện gì hay sao? Thì chuyện của Trinh với nó, chẳng qua là nó muốn lợi dụng cái gia sản của Trinh để nó đổi đời. Nó mới cố tình dụ Trinh thương nó. Dù gì thì Trinh cũng là người nhà của má, nên con cũng không có muốn là Trinh sẽ bị tổn thương, má hiểu không? Quả thật là nó đã chiếm trọn hết lòng tin của con Trinh rồi. Không được rồi, má phải tìm cách nói rõ cho con nhỏ nó biết mới được. Trời ơi, bây giờ má nói với Trinh thì chắc gì Trinh đã nghe má. Chẳng lẽ má không nhớ hả? Trinh có bao giờ tôn trọng má đâu. Đúng rồi, nhưng chẳng lẽ cứ khoanh tay mà nhìn con bé sập bẫy của thằng Ba Khía hay sao? Bây giờ á, con nghĩ chỉ cần thằng Ba Khía đã biến mất là mọi chuyện sẽ bình thường thôi. Con nói cái gì? Biến mất? Đâu phải khiến cho một người biến mất là dễ dàng như vậy đâu con. Trời. Má cứ yên tâm đi, con đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần má giúp con là được thôi. Thiệt tình không chịu bắt máy là sao? Ông, ông lấy điện thoại ông gọi cho nó coi. Sao tôi gọi hoài nó bắt máy vậy nè? Sao mà ngồi đó có tâm trạng mà coi tivi vậy trời? Bà gọi nó liên tục mà nó chưa chịu là bà bắt tôi gọi đó. Bây giờ gọi nó không được thì tìm cách khác gọi đó chứ bà hỏi tôi chi? Trách gì? Bà gọi cho bạn nó, đứa nào đi chung với nó bà gọi coi. Thằng Tâm đó hả? Ừ, bà gọi thằng Tâm coi. Tôi làm gì có số của nó? Trời đất ơi, bà mẹ của người ta nó nghe. Bà sao vậy? Hả? Lúc nào bà cũng ủng hộ nó quan tâm. Mà cái số điện thoại của cái thằng mà nó quen với con bà cũng có nữa là sao? Ông mắc cười quá à. Thì tôi ủng hộ cho nó quen. Nhưng mà số bạn trai nó làm gì tôi có số. Nhưng mà tôi không muốn xíu chuyện riêng tư của con cái. Bà mắc cười quá. Chuyện mà ăn mận của nó bà mà cũng không vừa ý là bà nói tới nó lui, bà càm ràm ràm nhứt cái đầu à. Rồi có chuyện quan trọng là mối quan hệ của nó với bạn của nó, rồi bà không quan tâm, bà không chú ý vô là sao vậy? Ủa ông là gì của nó? Ông là gì của nó? Ông cũng là cha của nó vậy? Ông cũng đâu có quan tâm đâu. Hay quá. Bây giờ tôi nói em nghe nè, ông gọi một đứa bạn nào của nó hỏi coi nó ở đâu. Trời ơi, bản thân cũng không biết gì về con cái mà bà đặt trách người này trách người nọ, làm như mình hay lắm vậy. Nó là con gái, bà là mẹ, bà là phụ nữ với nhau với nó. Bà phải hỏi thăm, bà chăm sóc, bà coi lo lắng. Cái gì bà cũng đổ vô tôi là sao vậy? Dạ, thưa cô chú, con mới về. Ừ. Bộ nhà mình có chuyện gì hả cô chú? Con Mai nó đi chiều giờ nó chưa có về, mà gọi nó không bốc máy. Rồi hai cô chú hồi nãy giờ trông ngóng quá trời luôn, là lo lắng mà không biết có chuyện gì không con. Ê, mà mày biết nó đi đâu không vậy?
Con nghe nói hình như cô ấy đi với cậu Tâm. Mà sao cô chú không gọi cho cậu Tâm thử coi? Không có số thằng Tâm cho nên mới bực đây nè. Mặt thì lúc nào cũng soi xét để ý bạn trai của nó. Cái cần soi thì không soi, còn cái không cần để ý nhiều quá hà. Ê cái đó bà soi cho tôi không có soi nghe. Thôi mệt quá đi. Dạ thôi để bây giờ con chạy, con đi kiếm vòng vòng coi có mai không. Con nghĩ là chắc là có chuyện vui quá, mai đi về trễ thôi, cô chú đừng có lo quá nha. Đó. Được đó được đó. Thôi đi lẹ giùm con. Đi lẹ đi. Rồi có gì quá về tới được kìa. Dạ con thưa ba thưa má con mới về. Cái con nhỏ này vui vẻ gì mà về trễ như vậy? Đi đâu mà giờ này mới về mà điện thoại không bắt máy là sao hả Mai? Hả? Dạ má biết sao không? Tại vì á đang đi chơi cái con định về rồi, tự nhiên gặp nguyên đám bạn cũ nữa, cái nổi hứng lên đi hát karaoke mà điện thoại con để hết pin cho nên con xin lỗi. Hết pin thì không biết mượn điện thoại của bạn, gọi về cho người nhà ta biết. Biết ở nhà tôi lo lắm không? Con biết rồi. Con gái con đứa đi chơi giờ này, cứ lơ lửng mới về. Rồi con xin lỗi. Lần sau con sẽ không như vậy nữa. Nhà má. Ghét lắm luôn á. Thôi đi vô đi. Vô thay đồ đi. Dạ. Thay đồ đi ngủ đi. Dạ vậy thôi con cũng xin phép. Đi đi. Dạ. Bà cũng đi luôn đi. Bác mới tôi đi, nhà này của tôi, lại bị đuổi. Tôi đang coi phim hay mà làm riết tôi không coi được gì hết. Đó, thấy không? Trời, đồ này hay nè. Coi hả? Cái gì vậy? Đi ngủ, khỏi coi. Đang cây cứng, ngủ. Cô Âu thì sao? Anh Lịch này á, sao dạo này gọi điện mà anh không có bắt máy, mà cũng không chịu gọi về cho mình nữa. Không biết ở trển có chuyện gì không nữa. Chắc giờ này anh cũng chưa ngủ đâu. Để gọi lại thử coi. Anh nghe nè. Anh Lịch hả? Trời ơi, anh làm gì vậy? Mà bữa giờ em điện thoại cho anh hoài mà anh không chịu bắt máy nữa. Anh đang có chút chuyện. Ủa mà em gọi cho anh có chuyện gì không? Dạ, thì tại lâu quá không thấy anh gọi về cho nên. Một bé. Dạ. Hay là tụi mình chia tay nha. Anh thấy là tụi mình không hợp với nhau đâu. Hả? Anh nói gì vậy? Ủa sao tự nhiên chia tay? Bọn em có làm gì sai hả? Nếu như mà em có làm gì sai cho em xin lỗi nha. Em Út mén à, em không làm gì sai hết. Tại anh chỉ cảm thấy là tụi mình không hề có tương lai. Bây giờ anh nói thật nha, anh chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp của mình, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Thật sự là anh cũng không muốn em phải phí tuổi thanh xuân để mà đợi anh. Không sao. Em đợi anh được. Anh cứ việc đi làm đi. Em ở dưới này em đợi anh, không có sao hết á. Anh nói mà em không hiểu hả? Thật sự giữa anh và em sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp. Bây giờ em đừng làm anh khó xử nữa có được hay không? Bây giờ em cứ tìm người phù hợp với em đi. Vậy nha, anh xin lỗi. Anh ơi, anh lên. Thà là dứt khoát với Út Mén, như vậy sẽ tốt hơn. Tuy là có hơi tội nghiệp, nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung để theo đuổi Trinh. Ông ơi, ông. Cái gì vậy? Anh như có tiếng gì mà ở ngoài kia có tiếng gì như tiếng khóc á. Khóc lóc ở đâu đây mà nói xả nó ngủ rồi.
Mời có đám à? Tôi sợ quá. Mời có đám mà sao giờ này người ta làm heo vậy? Giờ này mới có một giờ mà làm heo cái gì? Đi ra ngoài đó coi thử coi. Có khi nào có ma không? Ma có gì, bậy tùm bạ. Nếu không có ma thì ông đi ra đi. Đi đi. Mà... có ma thì có ma, làm gì phải sợ. Bà đi ra đi. Sợ lắm. Nói rồi mà, có cái gì đâu mà sợ. Đàn bà ra ngoài đi. Ôi, tôi có dám ra. Ôi, ông. Đúng ông ra đi. Hai vợ chồng cùng đi. Sống chết với con quỷ này một trận thôi. Cái gì không biết nữa. Tôi sợ quá. Ông chờ tôi đi với cối. Trời ơi, đôi dép tôi đâu rồi mất nó. Đi. Trời, cái gì vậy? Con quỷ mén, đi. Con mén. Chứ ai? Mày làm gì vậy? Mày làm gì nửa đêm mày như chó tù à? Hả? Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì mà nửa đêm con khóc dữ vậy? Ba ơi. Cái gì? Anh Lịch anh bỏ con rồi. Thằng Lịch nó bỏ mày rồi. Trời ơi. Biếm. Mày cấm miệng. Cái đó là cái chuyện tình cảm thôi. Tao làm như hạ rộng động quan gì nữa đem gà gái cũng không cho ai ngủ. Làm hết hồn à. Mà tại sao nó bỏ con? Anh nói con nhà anh không có tương lai. Anh kêu con là kiếm người khác đi, chứ đừng có chờ anh nữa. Đưa cái điện thoại đây, để tao gọi cho nó, để tao hỏi nó tại sao. Dẹp đi. Gọi cho mang nhục hả chị? Mang nhục gì? Để tôi hỏi nó tại sao mà nó bỏ con mé. Rồi cái thứ gì mà có trăng quên đèn là sao? Bây giờ nó thích bỏ thì nó bỏ. Nếu muốn nó muốn bỏ thì muốn chia tay thì thiếu cha gì lý do. Đi điện chi. Nhưng mà tôi phải chửi nó một trận tôi mới hả dạ. Bà giải quyết được gì không? Hả? Bà ha là bà chửi nó xong xuôi á. Bây giờ nó đã bỏ con này được là nó đã coi cái nhà này không ra gì đâu. Nó chửi ngược lại bà. Phải bà người lớn bà mang nhục không? Hả? Chứ con ông làm gì? Má ơi, con thấy tía nói đúng á. Con muốn người ta coi thường nhà mình đâu. Im. Tao xỏ cái chổi lông gà vô trong họng mày. Nghe nghe. Lựa cũng mày, chọn cũng mày mà. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ đi con. Đi. Mày khóc nửa đêm nửa hôm mà mày tru mày tréo là tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Ê. Ừ. Quản lý của nhà hàng này đâu? Dạ, anh kêu quản lý có việc gì không? Có chuyện gì vậy ta? Kêu quản lý nhà hàng này ra đây. Dạ, mà có chuyện gì mới được à? Hôm qua ta ăn cái món này nè, ba khí răng me, về bị ngộ độc. Tôi tình nghi cái nhà hàng này nè. Mọi người cẩn thận nha, ngộ độc đó. Ngộ độc hả? Dạ dạ, nhà hàng em xưa giờ làm ăn sạch sẽ, không có gì xảy ra đâu à. Hồi xưa là khác, bây giờ là khác. Dạ anh ơi, ơi anh bình tĩnh lại. Nè, có chuyện gì vậy? Dạ, anh khách này đến nói món ba khí của nhà hàng mình gây ra ngộ độc à. Rồi được rồi, cứ để tôi giải quyết. Anh chờ tôi một chút. Dạ. Dạ, kính thưa quý khách, hôm nay nhà hàng của chúng tôi có một trường hợp đặc biệt cần phải giải quyết. Cho nên là nhà hàng của chúng tôi xin tặng toàn bộ phần ăn của ngày hôm nay. Và xem như đó là lời xin lỗi của nhà hàng chúng tôi. Dạ, và cũng mong rằng trong tương lai quý vị vẫn ủng hộ nhà hàng của chúng tôi. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Không sao đâu. Không có sao. Quán khác được rồi. Dạ dạ. Thôi tôi đi. Dạ, mình đi. Dạ cảm ơn quý khách. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thôi mình đi em. Nè, em ra tiễn khách giùm anh. Dạ dạ. Dạ xin mời quý khách. Dạ xin lỗi anh đã để anh đợi hơi lâu. Dạ mời anh ngồi. Sao? Định giải quyết sao? Dạ anh cứ bình tĩnh. Anh cứ ngồi xuống đi rồi. Không có bình tĩnh gì hết. Nói liền đi. Dạ rồi. Dạ anh cho tôi hỏi là bây giờ trường hợp của anh nói là anh đã sử dụng món ba khía và bị ngộ độc có đúng không? Đúng vậy. Vậy cho tôi xem cái giấy xét nghiệm của bệnh viện như thế nào để tôi kiểm chứng lại. Mấy người nói vậy chứng tỏ là không tin tôi chứ gì. Nói tôi vu oan giá họa mấy người đúng không?
Muốn bằng chứng, có bằng chứng. Đây, coi cho kỹ đi. Đây là bệnh viện uy tín nhất gì thành phố này đó. Mấy người coi làm sao được thì làm nha. Giờ giải quyết sao? Được rồi, bây giờ anh bình tĩnh lại. Sau khi tôi xác nhận thông tin là rõ ràng anh bị ngộ độc là do ăn món ba khía của chúng tôi. Giờ thật sự là trường hợp này nhà hàng của chúng tôi lần đầu tiên mới gặp, cho nên cũng rất là khó xử. Nhưng tôi có một cái hướng để giải quyết, không biết là anh có đồng ý hay không. Tôi biết ngay mà. Mấy người đừng có nói với tôi là lấy tiền ra để bồi thường đúng không? Mấy người làm chết người, mấy người có bồi thường được không? Hả? Định lấy tiền ra để bịt miệng đúng không? Bồi thường cái gì? Bây giờ cái tiền viện phí và thuốc men, nhà hàng chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ bồi thường cho anh thêm một khoản tiền nữa. Coi như đây là lời xin lỗi của nhà hàng chúng tôi dành cho anh. Tôi biết ngay mà. Mấy người đừng có ý, có tiền là muốn làm gì làm nha. Đền bao nhiêu? Bây giờ cái chuyện này á, tôi sẽ trình bày với lại ban giám đốc và sẽ có câu trả lời thích đáng cho anh vào ngày mai. Còn hiện tại bây giờ á, tôi không thể nào mà tôi đứng ra quyết định cái vấn đề đó được. Thôi được, nếu các người có thành ý như vậy, tôi sẽ tạm đợi tới ngày mai. Còn nếu mà ngày mai tôi quay trở lại đây mà không có câu trả lời thỏa đáng cho tôi sẽ live stream bôi nhỏ cái nhà hàng này. Chuyên gia làm đồ ăn dơ, đồ ăn bẩn, kêu mọi người ơi, đồ ăn của cái nhà hàng này nè là rất là bẩn, làm ngộ độc khách mà không có đền bù. Được rồi, anh cứ bình tĩnh lại. Ngày mai chúng tôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho anh. Và mong anh đừng có làm bậy, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín nhà hàng của chúng tôi. Còn bây giờ, tôi sẽ kêu tài xế đưa anh về nhà để biết địa chỉ nhà, và ngày mai đích thân tôi sẽ đến thăm anh. Nói được là phải làm được. Dạ. Dạ rồi. Còn bây giờ thì đưa một cái gì đó làm niềm tin cho tôi đi về. Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói với anh là tôi không thể tự giải quyết được cái vấn đề đó. Rồi, gọi xe đi. Rồi, anh đợi tôi một chút. Em, kêu tài xế chở anh này về tới nhà. Dạ, để em ra em gọi xe. Dạ, mời anh. Dạ, mời anh theo em. Mời anh. Sao dạ. Vắng que vậy? Có chuyện gì vậy? Bà chủ, tại sao nhà hàng không có khách nào hết trơn mà mọi người lại tập hợp ở đây hết vậy? Dạ, lúc nãy có một người khách tới đây và họ phàn nàn. Họ nói là do ngày hôm qua họ sử dụng món ba khía răng me mà bị ngộ độc thực phẩm. Có thật sự là do ba khía của nhà hàng mình không? Dạ, thì lúc nãy người ta cũng có đưa cho con cái giấy xét nghiệm. Trước mắt thì con cũng đã tạm giải quyết được ổn thỏa. Còn một số việc thì con sẽ xin trình bày cặn kẽ sau. Trả lại hàng tồn và cắt hợp đồng cung cấp hàng của ba khía ngay lập tức. Dạ. Nè. Dạ. Dọn dẹp đi. Dạ. Bà nói với bà ta là khoan dỗ các hợp đồng, mình phải tìm hiểu cho thật kỹ. Đến nước này rồi mà con còn chưa rõ hay sao? Ba thì không hiểu trong đầu con hiện tại đang nghĩ cái gì nữa. Cái chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng danh tiếng của nhà hàng đó, con thấy chưa? Ba, mình à, mình bớt nóng đi. Do con nó chưa hiểu rõ cho nên nó... Bà im đi, đây là chuyện của cha con tôi, ai cho bà xen vô? Con không được hỗn. Con đừng nói thêm một lời nào nữa hết đó. Hãy về nhà, con suy nghĩ lại những lời nói của con, tất cả những hành động của con từ trước tới giờ đi. Đệ của tôi lần này chuyện tốt chứ? Kiếm đâu ra thằng em chuyện tốt thiệt chứ. Nhưng mà lần này á, ông phải thêm cho tôi vài trăm để bồi dưỡng cho nó đó. Ê, dở quẻ rồi nha. Lúc đầu thỏa thuận tiền là nhiêu đó,
giờ đòi thêm tiền lần sau. Thì tôi biết là vậy, tại vì tôi muốn cho chắc ăn, cho nên á tôi buộc phải chi thêm tiền để có cho bằng được cái tờ giấy xét nghiệm ngộ độc thực phẩm, cái món ba khía rằng me đó đó. Ok, thêm nhiêu? Nhiều đó thôi. Nè, xong hết rồi nha. Cảm ơn nha. Nè, mày tiếp tay cho thằng đó hại thằng ba khía đúng không? Hả? Thì sao? Có tiền thì tôi làm thôi. Cái thằng bất dạy này, cho tới khi nào mày mới thôi hại người hả? Tới khi nào á ông có đủ tiền cho tôi ăn xài thì tôi hết quậy, được chưa? Mày già nhiều chuyện. Mày chuyện đã tới nước này mà cậu còn muốn giải thích cái gì nữa? Lần này á tuyệt đối tôi không vì bất cứ lý do gì mà tôi nhân nhượng hay là chấp nhận nhận hàng của cậu nữa. Dạ, con nghe nè Thiếp. Mày mừng cái gì mà tao gọi mấy chục cuộc rồi, bây giờ mày mới bắt máy vậy? Dạ, con tưởng... Bận lắm hả? Dạ không, mà Thiếp gọi con có gì không Thiếp? Thiếp gọi bay á, là coi thử công chuyện của bay trên đến sao rồi. Với lại sẵn dịp hỏi luôn á, là cái số tiền mà mình thiếu nợ ngân hàng à. Rồi chừng nào bay mới trả? Người ta gọi người ta hỏi tao hoài, tao không biết đường, không biết ngõ nên tao trả lời. Con cũng chưa có biết nữa, nhưng mà tía nói với họ giùm con là nhất định con sẽ trả đủ. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, thiệt ra công việc của con có chút xíu trục trặc, nhưng mà chắc không sao đâu tía, tía đừng có lo quá nha. Mèn ơi, mày nói sao mà tía không lo được hả? Mày nói rõ nghe coi. Dạ, để khi nào con về dưới rồi con sẽ kể cho tía nghe. Là giờ con về hả? Bây giờ chưa có về được, chắc vài hôm nữa. Vậy thôi nghe tía. Alo, alo. Cúp rồi. Ông Mén ơi, ông Mén, anh có mua ít trái cây mà em thích kìa, em ăn đi, đừng có buồn nữa. Thôi, em ăn không vô. Em muốn gì bây giờ có trái dừa uống thì cũng đỡ. Em muốn uống nước dừa hả? Xíu nữa anh chèo xuống nhà bà Chính hái mấy chai dừa lên cho em uống nha. Bà Chính nào? Má anh chứ ai. Đúng buồn lắm à. Vậy anh có gì mặn mặn ăn không? Có hết, ở trong có hết á. Chôm chôm, khoai lang, khoai mì thì chấm muối ăn cho mặn mặn. Đầy đủ đầy đủ. Sao anh á biết hết trơn những gì mà em thích vậy? Mà em thì không biết anh thích cái gì hết á. Thì anh thích em. Anh được. Anh biết á là em thích người khác. Em đâu có quan tâm gì tới anh đâu. Sao anh cứ đi theo quan tâm em hoài chi vậy? Thì tại vì anh thích em, đơn giản vậy thôi à. Anh á, em từ chối tình cảm của anh thẳng thừng như vậy mà anh vẫn đi theo quan tâm em. Bộ anh vẫn còn hy vọng hả? Anh không có dám hy vọng. Tại anh nghĩ chắc là do tụi mình không có duyên với nhau. Nhưng mà trong lòng của anh á, muốn thêm được vui, không có buồn. Cho dù em có thêm một người nào khác nữa thì anh vẫn sẽ quan tâm em bình thường thôi. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người bạn tốt á. Sau này có chuyện gì buồn á, cứ gọi cho anh nha. Anh bay ra liền luôn. Dạ. Dạ, mình chèo qua nhà bà Chính hái dừa.
Ôi trời. Trời ơi. Đúng là xấu đen như con rệp thiệt chứ. Chuyện xui cứ đến tới tấp à. Trời đất ơi, sao mà gọi hoài mà không được vậy ta? Thiệt tình, không biết cái thằng nhóc này nó làm cái gì nữa. Mình có nên xin nghỉ việc nửa buổi đi kiếm thằng Bạc Khí nói chuyện không ta? Phải cho nó biết thằng Trung là người chơi xấu nó phía sau, khiến nó bị nhà hàng hiểu lầm và ngưng nguồn hàng như vậy. Nhưng mà biết nó ở đâu mà tìm, điện thoại thì không gọi được. Hay là bây giờ mình đi gặp giám đốc để nói cho người ta biết là thằng Trung nó hại thằng Bạc Khí. Nhưng mà liệu mình nói người ta có tin không? Mình chỉ là một bảo vệ thôi mà, mà thằng Trung nó lại là con mình nữa. Mà không nói á thì nó gây khó dễ cho thằng Bạc Khí hoài, tội nghiệp cho thằng nhỏ. Chú à, dạ cô chủ à, tôi à... Chú có thấy anh Bạc Khí ở đâu không? Dạ không, tôi cũng gọi điện cho cậu ta mà gọi hoài cũng không được. Chắc là máy của cậu ta bị hư á. Thôi được rồi, chú làm việc tiếp đi. Dạ. Nếu mà chú liên lạc được với anh Bạc Khí, chú cho con hay nha. Dạ cô chủ. Dạ chú Tư. Ủa đi đâu xếp alo lung tung vậy? Dạ con tính đi về quê. Sẵn con ra đây con thưa chú một tiếng nè. Hả? Bây giờ mày đi đó hả? Dạ. Sao đi trễ vậy? Bây giờ đi mà về tới nhà mày là khuya lắm đó con. Dạ không sao đâu chú, có một số vấn đề về nguồn hàng cho nên con phải về dưới để giải quyết. Vậy hả? Có chuyện gì á? Coi nói coi chú giúp được không? Dạ chuyện này chắc con phải tự giải quyết mới được thôi chú ơi. Thôi cứ nói đi, ngại gì, chú giúp được chú giúp cho tôi vậy chứ nhiều khi tao giúp được mày à ra. Dạ thôi con tự lo được rồi, con đi nghe chú. Ê, ê, ê. Mày đi bằng gì? Dạ con ra bến xe rồi con bắt xe về dưới. Không, mai. Dạ mày lấy cái xe mà chở bên kia ra bến xe cây. Dạ thôi được rồi, khỏi đi chú ơi, con đi xe ôm ra bến xe được rồi. Chú kêu cổ chở con ra ngoài, từ đây ra bến xe con với cổ cãi lộn 80 hiệp luôn đó. Thôi con đi nghe chú. Dạ. Ôi. Ủa ông đó ông đi đâu vậy ba? Ông đó ông nào? Con gái đứa mà ra mày hỏi trống hỏi ai vậy? Thì ông Ba Khía. Ủa ba, ông đi đâu mà ông vác ba lô vác đồ quá trời vậy? Bộ ông dọn đi chỗ khác hả? Nè, mày mê nó dọn chỗ khác lắm hả? Tại con thấy ông mang ba lô cho nên con tưởng ông bộ ông về quê hả? Nó về quê. Ủa mà ông về quê ông làm gì gấp dữ vậy ba? Hỏi tao tao biết hỏi ai. Thì tự nhiên nó nói là về quê có công chuyện gì đó. Người gì đâu mà vô tâm thấy ớn luôn á. Đi về quê cũng không thèm nói với người ta một tiếng nữa. Mắc gì mà nó phải nói cho con. Nó thưa nè, tao với má mày thôi, nó đâu phải là người ăn kẻ ở trong nhà hay là con cháu gì đâu mà phải đi thưa về trình. Ý con không phải là như vậy. Dù sao thì cũng ở trong nhà, đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ ba. Làm gì vừa thôi nghe chưa. Ba thấy quá rồi đó. Đưa cái bà đây. Con đâu có nói gì đâu. Ý con là đi ra đi vô gặp, với lại hồi sáng tới giờ cũng gặp rồi mà tự nhiên không có nghe nói gì hết. Mà bây giờ mang đồ đi vậy con thấy bất ngờ thôi. Nè, nè. Thấy thường ngày á, bây với nó xung khắc như chó với mèo vậy đó. Mà mày cũng đâu quan tâm nó đi đâu. Tự nhiên hôm nay quan tâm rồi hối thăm vậy. Kỳ lắm nghe. Ba này ba nghĩ gì vậy? Hai đứa con sống ở chung nhà, đi ra đi vô chào hỏi đứa quen rồi. Bây giờ thấy thì mình hỏi là lịch sự thôi, có gì đâu. Ba đưa đây. Nói câu này nhớ nghe. Chờ nó lên đi rồi phải nói y chang vậy nha, coi phản ứng của nó sao nha. Chọc con quạnh mệt tôi quá. Ê, cái con này
Mày xin vậy rồi hồi tao ngồi người ta hiểu lầm không? Gì chứ, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà lại không liên lạc được. Hay là anh ta muốn trốn chạy? Không lẽ gặp sự cố lần này anh ta lại hèn nhát đến như vậy? Không, đó không phải tính cách của anh Ba Khí mà mình đã quen biết. Cô làm tôi hết hồn mà. Anh làm cái gì vậy? Anh đứng thù lù là tôi sợ. Muốn dạ tôi chết hả? Tôi đứng đây nãy giờ rồi. Chắc là cô đang suy nghĩ cái gì nên không để ý đúng không? Cô cứ nói thử ra coi, biết đâu tôi có thể chia sẻ với cô, cô có thể nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn anh. Chuyện của tôi để tôi tự giải quyết. Khoan đã. Bây giờ cô không nói thì cũng không sao, nhưng mà thật lòng tôi nhìn cô, tôi biết chắc chắn là cô đang có chuyện rất là lo lắng và suy nghĩ. À, bây giờ như vậy, hay là mình đi ăn cái gì đó đi. Tại theo như tôi biết á, thì ẩm thực nó sẽ giúp con người thư giãn đầu óc nè, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Biết đâu lúc đó cô có thể chia sẻ với tôi, và cô có thể giải quyết được khúc mắc của mình. Vậy hả? Ở đâu sao tôi không biết? Thì bây giờ cô cứ đi đi, rồi cô sẽ biết. Mày, con dạ. Con khách sộp kìa con. Dạ, chào chú. Ủa, con mua hải sản hả? Ở đây cái gì cũng có hết. Mua loại nào, xỉ lẻ đều có hết. Con muốn mua loại nào? Tôi đến đây không phải mua hải sản, tôi muốn tìm anh Ba Khí. Không có, nó đi rồi, không có ở đây. Ba Khí về quê rồi, có gì không? Sao cô không gọi điện cho ảnh? Tôi điện thoại cho ảnh mà không liên lạc được. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, ảnh lên tôi nhắn lại giùm cho. Thôi, cảm ơn cô nha, không cần đâu. Có gì tôi sẽ trao đổi riêng với ảnh cũng được. Vậy thôi, tôi đi về. Con chào chú con về. Tôi đi nha. Có gì tôi trao đổi riêng với ảnh cũng được. Có chuyện riêng để trao đổi luôn hả? Con hả? Ai vậy con? Dạ là Trinh, là sếp của anh Ba Khía đó ba. Sếp gì mà trẻ quá ha, mà thấy nó cũng lễ phép dễ thương nữa. Ba. Nè, nó kiếm Ba Khía không biết có chuyện gì không? Ủa ba không nghe hả? Người ta nói là người ta có chuyện riêng nói với anh Ba Khía, sao con biết mà ba hỏi con? Nhìn lịch sự nhã nhặn, ba nghĩ là chắc không phải đi đòi nợ đâu. Với lại Ba Khía đâu có làm gì đâu mà đành đi đòi nợ đó. Ê, xe Cà Mau, bến xe Cà Mau. Rồi lên luôn anh ơi. Dạ. Rồi tới luôn. Tới luôn bác Tài ơi. Mình phải làm sao đây? Không lẽ chịu đứng nhìn lô hàng mình bị nhà hàng từ chối sao? Nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nhất định mình sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Ước mơ mang món Ba Khía vô nhà hàng, nhất định là mình sẽ thực hiện được. Thân của anh hả? Anh kêu ảnh thức dậy đi, chứ ngủ ngáy như vậy ai mà chịu thấu. Làm ảnh hưởng người khác quá.
ơi, uống ngáy ồn ào thiệt chứ. Ông ngáy còn hơn là Trư Bắt Giới nữa. Thôi bà, cứ ngủ đi, mặc kệ họ. Ngủ đi. Làm gì vậy? Tao mệt, tao vừa vô ngủ xíu à. Làm gì thứ ớn vậy? Đồ ích kỷ, đồ vô tâm. Cãi nhau kìa. Chắc giận rồi, giận nhau chắc rồi. Giận nhau rồi. Đẩy mặt quá, ta giận chứ sao. Bà ơi, thì ra là yêu đương. Xô con cái cũng giận hờn. Alo. Cô đi tới đâu rồi? Cô có cần tôi đón cô không? Tôi mệt quá. Tôi đi về nhà rồi. Xin lỗi anh nha. À vậy hả? Nhưng mà tôi nói cô nghe nè. Cô tranh thủ đi, tại vì tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô hết rồi. Cô chỉ cần ghé một chút cũng được nữa, rồi cô đi công việc của cô. Giờ tôi không có hứng đi đâu hết á. Tôi đang ở nhà. Alo. Alo.